Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì Con Người sẽ đến. Phêrô thưa người rằng: Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người? Chúa phán: Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó khi chủ về thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: Chủ tôi về muộn, nên đánh đập tớ trai, tớ gái, ăn uống say sưa, chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều. Vì đã trao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, trong tin mừng ngày hôm nay tiếp nối với tin mừng ngày hôm qua, nhưng mà đối tượng ngày hôm nay Chúa Giêsu muốn nhắc đến đó là những người lãnh đạo, đó là những người cầm quyền. Ngài nói rằng: Anh em đừng có chè chén say sưa, đừng có đam mê say sưa và ngược đãi người khác. Và Chúa trao cho ai nhiều thì người sẽ đòi lại rất là nhiều. Nếu như đam mê chè chén say sưa và ngược đãi những người khác thì Ngài sẽ đánh đòn rất là nhiều. Thưa cộng đoàn, tại sao Chúa Giêsu lại nói lên trực tiếp vấn đề này? Vì chúng ta cũng thấy và biết rằng khi con người đam mê vào sự chè chén say sưa thì con người sẽ đi mất tự chủ, tự chủ trong lời nói, mất đi tự chủ trong suy nghĩ, cũng như mất đi tự chủ trong việc làm của mình. Mất đi tự chủ là một chuyện, rồi chúng ta tốn thời gian với nó, mất đi thời gian vàng bạc của mình, rồi không chu toàn bổn phận của một người lãnh đạo, không chu toàn bổn phận của một người cầm quyền. Chính vì thế Chúa Giêsu Ngài muốn lên án trực tiếp và rất là rõ ràng đối với những người đam mê chè chén say sưa. Kế đến, Ngài muốn nói đến những người lãnh đạo, những người cầm quyền mà ngược đãi những người khác. Chúa Giêsu có lần Ngài nói rằng: Thủ lãnh các dân thì dùng uy quyền để thống trị dân, nhưng mà anh em
không được như thế. Ai muốn làm người lớn, ai muốn là người lãnh đạo thì phải là người phục vụ và làm đầy tớ kẻ khác. Ngài muốn nói rằng một người lãnh đạo, một người cầm quyền phải luôn chăm lo đời sống đức tin cũng như đời sống vật chất cho người khác, luôn lấy tình thương, sự bao dung tha thứ để thuyết phục anh chị em, chứ không dùng quyền để áp đặt trên kẻ khác. Đó dành cho những quy quyền, những thủ lãnh các dân mà thôi. Thưa ông bà, cô bác và anh chị em, cách này cách khác, chúng ta cũng là người lãnh đạo, cũng là những người cầm quyền. Chúng ta cũng có thể là trưởng trong một gia đình, cũng là trưởng trong một công ty xí nghiệp, trưởng trong một hội nhóm nào đó. Cho nên chúng ta là những người lãnh đạo cầm quyền, cách này cách khác. Và Thiên Chúa đã tin tưởng trao cho chúng ta cái quyền lãnh đạo, trao cho chúng ta cái quyền coi sóc và chỉ huy một nhóm nhỏ nào đó. Nhưng mà chúng ta có hoàn thành được chưa? Chúng ta có chu toàn bổn phận của mình hay chưa? Hay là cũng còn đam mê những thứ trần tục ở thế gian? Thưa cộng đoàn, thưa cộng đoàn, tất cả chúng ta là những quản gia của Thiên Chúa. Mời gọi chính chúng ta cũng phải đừng dùng quyền lực, đừng đam mê những thứ vui trần tục, để rồi Thiên Chúa sẽ xử phạt chúng ta rất là nhiều. Ước gì tất cả mọi người chúng ta luôn sẵn sàng, luôn làm sáng danh Chúa qua những nén bạc Ngài đã ban cho, để làm sáng danh Chúa và mưu cầu lợi ích cho các linh hồn. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay lời Chúa dạy chúng ta phải tỉnh thức đợi Chúa như đón ông chủ trở về nhà. Và mỗi người tùy theo công việc và địa vị trách nhiệm đều có một thái độ trung tín và khôn ngoan, chu toàn những bổn phận chủ trao, để thi hành đúng ý chủ là làm lợi ra số vốn mà ông chủ đã trao. Nghĩa là chúng ta sẽ phải trả lời và tính sổ với Chúa khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Nếu trung thành sẽ được trọng thưởng. Trái lại, nếu nghĩ rằng Chúa chậm quang lâm rồi lợi dụng chức vụ để lo cho bản thân và ngược đãi kẻ khác, thì khi đến ngày Chúa quang lâm sẽ bị phạt nặng. Xin lưu ý, đừng tưởng còn lâu Chúa mới đến. Thế nhưng bao người chỉ có sinh lão bệnh tử, chưa kịp đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông thì đã ra đi. Có những cái chết khi mà lá vàng đeo đẳng trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay trăng trời. Quả thực không ai biết trước về ngày giờ chết của mình, không ai phỏng đoán được đến tuổi nào mình sẽ từ biệt cõi đời. Đó là quyền phép trong tay Chúa. Vì thế Chúa bảo chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng, đừng chần chừ. Một lần kia, Satan lập mưu bày kế để hại linh hồn người ta. Hắn triệu tập tất cả các quỷ con lại để chống thống nhất một loại cám dỗ. Cuối cùng, chúng tìm ra một diệu kế là hãy nói vào trong trái tim mỏng manh và cái đầu bé nhỏ của con người là
còn lâu mới chết. Cứ hưởng thụ đi, ngày ấy còn rất xa, sau này ăn năn vẫn còn kịp. Và bọn quỷ bảo đó là một giải pháp cám dỗ tối ưu nhất. Và thế là người ta chần chừ, thống hối, không muốn thay đổi đời sống, không nghĩ đến ngày sau. Anh chị em thân mến, hàng ngày chúng ta phải đối diện với biết bao thông tin về cái chết. Những xe cứu thương chở xác người đứng đợi trước lò thiêu, những cái chết giật mình của những người nổi tiếng, những tai nạn, những chất độc ô nhiễm môi trường. Mấy ai ngờ một ngày nào đó, ai trong chúng ta cũng nằm trong số những nạn nhân xấu số ấy. Như Đức Giêsu sánh ví với thời ông Noê, người ta vẫn ăn uống, lấy vợ, lấy chồng mà không hay biết nạn hồng thủy thình lình ập tới cuốn đi hết thảy. Vâng, tỉnh thức là luôn sẵn sàng, là thái độ của người đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Người khôn biết mình chuẩn bị những gì cho cuộc sống mai sau. Chính trong những cái bất ngờ của cuộc sống, người ta được mời gọi để nhận ra tiếng của Thiên Chúa. Không biết lúc nào ông chủ là Chúa Giêsu đến. Kitô hữu là những người đã biết ý Chúa mà không làm theo sẽ bị phạt nặng hơn những người không biết. Những nhà lãnh đạo được trao quyền hành và trách nhiệm cũng phải trả lời trước mặt Chúa về cách thức phục vụ của mình. Những bậc làm cha mẹ, những người con trong các gia đình cũng phải trả lời về phận sự của mình. Chắc chắn chúng ta đều sợ khi nghe những lời này của Đức Giêsu: ai được cho nhiều sẽ bị đòi nhiều, ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Amen. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trưa ngày hôm qua chúng con được ngồi bàn cơm cùng với cha Bể Trên, cha Liêm, với lại cha giáo về Kinh Thánh, cha Đinh Minh Tiên, về cũng nói về câu chuyện của tin mừng ngày hôm qua, về vấn đề thỉnh thức. Lúc đấy con lại nhớ đến cái câu chuyện con cũng góp vào với lại quý cha, là năm 2004 là có cái mùa World Cup là tại Hoa Kỳ của chúng ta đây nè. Thì các cái trận đấu bóng bao giờ cũng sẽ luôn luôn diễn ra vào trái giờ với Việt Nam. Bởi lẽ ở bên này mà đá bóng vào khoảng cứ 1-2 giờ thì bên kia là đêm. Và lúc đó chúng con bắt đầu mới vào nhà dòng, như vậy là cách đây khoảng 16 năm rồi. Thì anh em cũng tổ chức rất là sum tụ để mà có được con vịt, con gà và cũng có được nồi cháo để thức đêm coi đá bóng. Thì tất cả mọi sự để cho nó được suôn sẻ thì anh em chờ đợi cho đến 1 giờ để có thể coi đá bóng. Thế thì lúc đấy trước khi mà 1 giờ xong rồi thì sáng hôm sau cha giám đốc đứng ngay trước cửa vậy. Thì từng anh em một lầm lũi đi ra và đồng thời cha giám đốc hỏi: thế hôm qua đội bóng tỷ số bao nhiêu? Thì từng anh em một, lớp con là 13 anh em, từng ông một đi ra không trả lời được là bao nhiêu tỷ số bao nhiêu. Bởi vì đêm ngày hôm qua sau khi ăn nồi cháo xong thì mọi người đã ngủ say một cách rất tuyệt vời. Và tivi thì vẫn cứ mở mà tỷ số thì chẳng anh nào biết cả. Vì có thức được đâu mà coi. Vì lúc đấy 1 giờ thì no bụng rồi thì trùng con mắt và chẳng còn ai biết được cái tỷ số hết. Rõ ràng thưa tất cả mọi người, trong cuộc sống của chúng ta đôi khi tỉnh thức nó là một điều gì đó khó cho chúng ta. Vì ở trong cái hành trình tỉnh thức ấy, nó luôn luôn có những cái cám dỗ luôn luôn ở quanh mình. Như câu chuyện con kể ở trong lớp của anh em chúng con, nó có thể là những thức ăn, đồ uống mà làm cho mình quên mất cái mục tiêu của mình, là mình phải tỉnh thức để mình làm cái gì đó. Thì trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói với chúng ta cũng tiếp tục bài tin mừng ngày hôm qua về vấn đề tỉnh thức. Rõ ràng Chúa cho chúng ta hai dụ ngôn. Dụ ngôn thứ nhất, Chúa nói về tính cách bất thình lình và bất ngờ của ngày Chúa quang lâm.
Thế nhưng cái tính chất bất thình lình và tính chất bất ngờ ấy, nó không phải là đùng một phát nó đến, nhưng luôn luôn có một cái khoảng thời gian cho mỗi người chúng ta chuẩn bị. Bằng chứng là tiếp theo dụ ngôn thứ hai về người quản gia trung tín mà Chúa đã trao phó. Ở nơi đây chúng ta nhận ra một điều rõ ràng là cái mối tương quan của người mà quản gia và ông chủ là một mối tương quan vô cùng khăng khít. Nếu không khăng khít thì ông chủ đã không giao cho người đầy tớ này để quản lý tất cả những tài sản của mình. Vì một tình yêu mà ông chủ đã trao cho người quản gia này để có thể làm tất cả mọi sự ở trong nhà mình, với chỉ một cái điều hàng ngày phân phối thóc gạo cho gia nhân ở trong nhà của ông chủ. Nói đến đây chúng ta lại đặt mỗi người chúng ta ở trong cái hoàn cảnh ở trong bài tin mừng này. Chúa cũng rất yêu thương mỗi người chúng ta và đặt mỗi người chúng ta là một người quản gia trung tín của Chúa qua bí tích rửa tội. Chúa đặt chúng ta để coi sóc tất cả những cái gia sản của Thiên Chúa, là gia đình của mình, là tất cả những cái mối tương quan của mình ở trong đời sống. Là một người Kitô hữu, mình phải làm gì đã được giáo hội dạy và hàng ngày lời Chúa dạy mỗi chúng ta. Rõ ràng cái điều ấy cho chúng ta thấy vì tình yêu thương của Thiên Chúa mà chúng ta trở nên những người quản gia trung tín của Thiên Chúa. Và điều còn lại là mỗi người chúng ta có giống như người quản gia trung tín hoặc là thất tín, nằm ở chỗ mình có chu toàn bổn phận của mình hàng ngày hay không. Những bổn phận mà con thiết nghĩ là nó rất nhỏ bé, như ở trong bài tin mừng chúng ta đã thấy người quản gia trung tín mà trong bài tin mừng nói không làm một cái điều gì lớn lao, ngoại trừ chuyện là hàng ngày cứ làm cái công việc của ông ta là phân phối thóc gạo. Thế thì trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, những cái công việc rất thường ngày, chăm sóc gia đình, cho gia đình của mình có một bữa cơm ngon lành, một mái ấm gia đình, chu toàn bổn phận của mình là người vợ, người chồng, người cha, người mẹ ở trong gia đình. Đó là cái trách nhiệm của mỗi chúng ta để trở nên người quản gia trung tín. Đó là hình thức để chúng ta tỉnh thức. Rõ ràng Chúa cho chúng ta thấy là con người của mỗi người chúng ta có thể chọn lựa là quản gia trung tín hay quản gia thất tín, nằm ở chỗ mình có chu toàn nhiệm vụ và bổn phận của mỗi chúng ta hằng ngày hay không. Những bổn phận mà dường như mình cảm thấy nó rất nhỏ bé, nhưng mà nó cứ phải lặp đi lặp lại trong hằng ngày trong cuộc sống. Đôi khi những cái điều ở chung quanh mình làm cho mình quên mất cái bổn phận và trách nhiệm Chúa đã trao phó cho mình trở nên những người quản gia. Ước chi trong bài tin mừng ngày hôm nay, mỗi người chúng ta sống thái độ tỉnh thức, vì chúng ta chắc chắn sẽ phải đối diện với cuộc phán xét cá nhân của mình một cách bất thình lình. Nay còn đấy, nhưng mai đã phải đối diện với Thiên Chúa rồi. Cho chúng ta thái độ tỉnh thức. Tỉnh thức không phải như ngày hôm qua cha Đinh Minh Tiên đã nói cho chúng ta về thái độ tỉnh thức. Không phải là lúc nào chúng ta không ngủ, lúc nào cũng phải mở mắt ra trừng trừng để nhìn xem và canh Chúa đến. Không phải như vậy. Hãy cứ làm những công việc rất nhỏ bé ở trong đời sống gia đình của mình, với bổn phận của mình. Không sao lãng những bổn phận ấy. Đó chính là thái độ tỉnh thức của mỗi chúng ta để trở nên người quản gia trung tín như trong bài tin mừng mà hôm nay Chúa nói với chúng ta. Amen. Suy niệm. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút không ngờ thì con người sẽ đến. Hằng ngày báo chí vẫn đưa tin về những cái chết bất đắc kỳ tử của biết bao nhiêu người vô tội, vì khủng bố, vì thiên tai và vì tai nạn ở Iraq, ở Afghanistan, ở Trung Quốc hoặc do bão lụt ở Việt Nam. Mấy ai trong số đó ngờ được giờ chết của họ đến nhanh và đột ngột như vậy. Quả đúng như lời Chúa Giê-xu sánh ví với thời ông Nô-ê. Người ta vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mà không hay biết nạn hồng thủy thình lình ập tới cuốn đi hết thảy. Chính vì vậy, lời Chúa hôm nay mời gọi mọi người một lần nữa, hãy sẵn sàng để chờ con người đến. Hãy sẵn sàng để báo cáo về tài năng, tiền bạc, thời giờ, sức khỏe, quyền hành và ngay cả sự có mặt của chúng ta ở trên đời này. Tất cả những thứ đó đều là tài sản của Thiên Chúa giao cho chúng ta.
để quản lý, nghĩa là để chăm sóc cho các nhu cầu của tha nhân đúng giờ đúng lúc. Quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm, càng nhận lãnh nhiều càng phải chia sẻ, cống hiến, phục vụ nhiều hơn. Chúng ta hãy kiểm điểm lại số vốn liếng Chúa giao cho chúng ta quản lý để sinh lời bằng việc phục vụ tha nhân. Hãy cẩn thận đừng ngủ quên trong sự tự mãn kiêu căng hoặc tham lam hưởng thụ, để rồi ức hiếp, cư xử bất công đối với người khác. Bởi vì sẽ tới lúc Chúa hỏi chúng ta về cả vốn lẫn lời mà Ngài đã đầu tư cho chúng ta. Ngày nay, các loại bảo hiểm xã hội, nhân thọ, tai nạn, hỏa hoạn, sức khỏe, bảo hiểm y tế, v.v. làm cho người ta có cảm giác an toàn trong cuộc sống hiện tại. Nhưng kỳ thật, tất cả những thứ đó gộp lại cũng không thể bảo đảm cho con người tránh khỏi cái chết. Chúng ta còn cần sắm thêm cho mình một loại bảo hiểm nữa. Đó là loại bảo hiểm giúp chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng cho giờ phút Chúa đến. Xin Chúa giúp chúng ta nhiệt tâm chu toàn bổn phận của mình như một đầy tớ khiêm tốn và trung thành. Đó chính là cách chúng ta sẵn sàng cho giờ Chúa đến. Thưa anh chị em, khi nói đến giờ của con người thì không ai có thể ngờ đến đâu. Cái giờ ấy là giờ mà không ai biết, giờ không ai gọi là ngờ được. Không phải là Chúa rình chờ lúc chúng ta sơ hở hay lúc chúng ta sơ ý, lúc chúng ta lơ là mà Chúa đến bắt chộp chúng ta. Chúa không có ý đó đâu. Nhưng với tất cả những người không sẵn sàng thì lúc nào cũng là bất ngờ cả. Chúng ta thấy một học trò đi thi không chuẩn bị bài thì bài nào cũng khó cả. Còn cái người đã được chuẩn bị thì rõ ràng là mình ung dung bước vào phòng thi. Tôi cũng đã có kinh nghiệm là học trò, khi mình bài vở mình sẵn sàng thì mình đi thi với sự vui, bởi vì biết rằng mình cũng sẽ không lo lắng gì. Vậy thì chúng ta cũng thấy rằng cái sự chuẩn bị sẵn sàng làm cho tất cả mọi sự trở nên bình thường. Còn khi mà chúng ta không sẵn sàng thì lúc nào cũng là lúc bất ngờ hết. Vậy thì Chúa không rình chúng ta bất ở trong tình trạng gọi là sơ hở mà Chúa đến để làm cho chúng ta bị bắt chợt. Bởi vì có những người cho rằng họ sẽ sẵn sàng khi họ ở vào thời điểm cuối đời, lúc tuổi già xế bóng. Nhưng họ đâu có thể ấn định thời khắc cho Thiên Chúa, ấn định cái giờ của đời mình. Người ta cũng không thể canh chừng Thiên Chúa vào thời điểm mà họ cho rằng ngày tận thế, để rồi họ sẽ chuẩn bị tất cả mọi sự. Chúng ta cũng thấy có những cái trường hợp khi nghe sắp đến ngày tận thế thì cũng có nhiều người đi xưng tội. Thậm chí có người giữa đêm cũng gọi điện thoại xin xưng tội vì họ sợ tận thế, nhưng mà hết không có tận thế thì họ lại trở lại như cũ thôi. Cho nên người ta tìm cách canh chừng Thiên Chúa, rình xin Thiên Chúa xem cái giờ đến thì họ sẽ làm những điều gọi là tốt. Nhưng thưa anh chị em, cuộc đời của người ta khi nghiêng về chiều nào thì nó sẽ đổ theo chiều ấy. Có nhiều khi mình biết đấy mà mình không thay đổi được đâu. Chúng ta thử xem, nếu chúng ta cứ đi theo con đường tội, con đường xấu, con đường hư đốn thì bảo chúng ta trở lại, chúng ta muốn trở lại cũng không làm được. Bởi vì chúng ta đã có một cái thói quen xấu rồi. Những ai tin vào Chúa thì không thể thoái thác việc tỉnh thức chờ đón Chúa, hay chúng ta sẵn sàng chờ đón Chúa. Với những ai có lòng tin thì họ cũng sẽ được Chúa trao cho những kho tàng thiêng liêng cao quý. Ở đây không phải là cái của cải vật chất không mà thôi. Có những điều tốt lành, có những điều thiêng liêng mà Chúa trao cho những ai mà Ngài tin tưởng. Vậy
thì chúng ta cũng đã được trao phó những điều tốt. Ngay khi chúng ta trở thành người Kitô hữu cũng là chúng ta đã được trao phó cho những điều vô cùng tốt lành. Những người không có lòng tin, họ sẽ gặp khó khăn. Có những người hay gọi điện thoại đến và nói: thưa cha, xin cha xua trừng ma quỷ cho con. Và tôi nghe họ nói thì tôi biết họ là người không có đạo. Tôi hỏi: con không tin Chúa thì làm sao mà Chúa cứu con được? Trừ quỷ không phải là việc của con người đâu, của Thiên Chúa đấy. Mà nếu mà mình không tin vào Chúa thì làm sao mà xua đuổi ma quỷ được? Vậy thì tôi thấy rằng những người đã được rửa tội, những người là con cái Chúa được rất nhiều những cái ân sủng, được rất nhiều những cái ơn huệ. Cho nên những người nào tin vào Chúa thì mình chỉ cho họ quay trở về với Chúa là họ được giải thoát. Quay trở về để Chúa bảo vệ họ, che chở họ, gìn giữ họ. Và những trường hợp đó tôi thấy rằng rất dễ dàng khi những người có lòng tin. Vậy thì chúng ta được trao phó những điều thiêng liêng, những điều cao quý lắm mà mình không hiểu đó là kho tàng đâu. Chỉ khi nào mình gặp sự việc thì mình mới biết. Vậy thì tôi cho rằng nhiều khi chúng ta đã được trao những kho tàng ấy, nhưng chúng ta có biết quý nó không? Chúng ta có biết gìn giữ nó không? Và chúng ta có biết làm cho nó được sinh hoa trái xứng đáng không? Có nhiều người Công giáo lại than phiền rằng: tại sao tôi theo đạo tôi phải khổ như vậy? Tại sao tôi phải chịu, phải đi lễ ngày Chủ nhật, tôi phải ăn chay, tôi phải làm những việc lành, tôi phải làm những việc này việc kia mà tôi không được làm những điều sai. Cuối cùng họ cho đó là những điều bất hạnh hay là gánh nặng. Cho nên nhiều người không muốn bỏ đạo. Hôm vừa rồi cũng có người đến nói tôi: chúng con đã bỏ đạo mấy năm, chục năm, hơn chục năm. Bây giờ thì con thấy rằng con gặp sự khốn khổ quá. Con đã nhận ra rằng không có Chúa thì mình chỉ đưa mình vào chỗ khốn khổ thôi. Vì thế cho nên con đã quay trở về với Chúa. Cho nên nhiều người Công giáo không hiểu được những điều quý mà mình được trao ban để mình sống tốt hơn, để mình được hạnh phúc hơn. Nhưng người ta lại cho đó là gánh nặng. Chỉ khi nào người ta phải đối diện với những sự dữ, sự độc ác, không có Chúa, họ không vượt qua được đâu. Vậy thì chúng ta thấy nhiều người nghĩ mình bị đòi hỏi. Hãy nhớ rằng nếu mình còn ghen tị với những người sống xấu xa bất chính thì chúng ta cũng sẽ là người để cho những điều ấy nó đè nặng trên cuộc đời chúng ta. Không thể dựa vào cái bên ngoài để mà khẳng định đó là hạnh phúc đâu. Những người gọi là có thể làm những điều ác mà không bị áy náy lương tâm hay không sợ hãi gì, thưa anh chị em, một lúc nào đó những cái dữ, những cái ác nó sẽ vùng lên, nó sẽ đè bẹp những người ấy. Cho nên đừng có dựa vào bên ngoài mà cho rằng họ là những người sung sướng đâu. Không đâu anh chị em. Chúng ta thấy những kho tàng thiêng liêng trao ban cho chúng ta để chúng ta vui sướng, hạnh phúc, nên đừng kêu ca. Đôi khi Chúa muốn dùng chúng ta vào sứ mạng của Ngài, nên Chúa đòi hỏi ta phải hy sinh nhiều hơn. Đó là Chúa cho chúng ta nhiều và Chúa đòi chúng ta nhiều. Có người thì hỏi rằng: tại sao Chúa lại bắt chúng con phải chịu những điều này? Những người khác làm không sao, tại sao Chúa lại muốn con làm như vậy? Đó là vì Chúa tín nhiệm. Tôi nói là Chúa tín nhiệm con. Chúa muốn giao phó cho con những điều cao trọng, cho nên Chúa đòi hỏi con nhiều hơn. Khi mà được trao phó, được tín nhiệm, Chúa mời gọi chúng ta. Chúa muốn chúng ta tự nguyện. Có khi những khó khăn đó mà chúng ta biết chọn lựa, chúng ta biết sẵn sàng, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy Chúa mở ra cho chúng ta một cái ánh sáng, Chúa mở ra cho chúng ta một cái thế giới của Thiên Chúa. Cho nên cho nhiều thì sẽ đòi nhiều. Cho nên nếu mà chúng ta biết đón nhận những điều ấy thì chúng ta sẽ lãnh nhận được những ơn cao trọng. Như chúng ta thấy Thánh Giê-rô, một con người rất là đơn giản, nhỏ bé, mừng Chúa trả phó nhiều khi những cái gánh nặng rất lớn. Có nhiều khi Ngài bị vu oan giá họa, làm những điều thánh thiện mà còn bị vu oan giá họa. Nhưng mà Ngài biết rằng
Chúa muốn mình cứ đón nhận. Và cuối cùng, chính Thiên Chúa là người sẽ giải thoát cho Ngài. Chính Thiên Chúa là người sẽ phải minh oan cho Ngài. Trước mặt Thánh Alphonso, chúng ta thấy Ngài bị vu cáo những điều xấu xa lắm. Cho rằng Ngài có những tình ý với một người để đưa người ta vào dòng tu. Rồi cuối cùng thì cái chính kẻ đó bị bệnh tật và lúc đó sợ hãi đàn phải xin rút lại những lời vu cáo. Thánh Padre Pio, tức là Thánh Pio Năm Dấu, cũng bị như vậy, cũng bị những lời gièm pha. Nhưng Ngài được những ơn cao trọng của Chúa, nhưng những con người đấy chịu những sự đau khổ đó để nói rằng thì là Chúa giao cho mình sứ mạng lớn, thì Chúa để cho mình những cái đau khổ. Và những đau khổ đó khi hiểu được thì biết rằng Chúa đang muốn dùng mình trong sứ mạng. Vậy thì chúng ta cũng thấy, nếu chúng ta được Chúa trao phó cho những sứ mạng đặc biệt, Chúa muốn chúng ta thực hiện những điều Ngài muốn, thì đừng kêu ca. Và hiểu rằng vì Chúa yêu quý chúng ta, tôn trọng chúng ta và mời gọi chúng ta để mà chúng ta có thể chu toàn một cái điều lớn lao hơn. Ý thức điều đó, chúng ta đừng so sánh mình với người khác. Đừng so sánh chúng ta với kẻ xấu. Đừng so sánh chúng ta với người này người kia. Mà ấy, làm sao tìm ra Chúa đang muốn gì cho đời mình. Cho nên khi Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng thì là Chúa nói điều này với chúng con hay với mọi người, Chúa nói rằng những người được trao phó để mà làm những công việc lớn thì những điều này ứng cho cuộc đời của họ. Những cái đòi hỏi này ứng cho cuộc đời của họ. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy xem coi Chúa đang mời gọi chúng ta làm gì, mời gọi chúng ta sống thế nào. Có đòi hỏi nhiều quá không? Không có gì vượt sức chúng ta đâu. Nếu chúng ta, Chúa muốn chúng ta làm việc này việc kia, Chúa sẽ cho chúng ta cái khả năng và cái ân sủng cũng như những điều tốt lành để chúng ta có thể thực hiện một cách gọi là trọn vẹn được. Xin Chúa cho chúng ta luôn luôn lắng nghe lời mời gọi của Chúa và sẵn sàng thực hiện ý Chúa dù điều ấy đòi hỏi chúng ta phải hy sinh nhiều. Xin Chúa cho chúng ta có sự can đảm và tin tưởng vào Chúa nhiều hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều. Vì đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Tất cả chúng ta phải trả lễ về những ơn lành, về những nén bạc mà Chúa trao cho chúng ta ở trần gian này. Chúng ta phải xin lời được cho Chúa. Chúng ta phải là quản gia trung tín và khôn ngoan để biết trổ sinh những hoa trái tốt lành Chúa đã trao ban cho chúng ta. Xin cho chúng ta nhớ điều ấy để từng giây từng phút tỉnh thức và sẵn sàng bằng cách chu toàn bổn phận của mình một cách tốt nhất, bằng cách sử dụng những ơn lành và nhận ra tình thương của Chúa để trao ban mỗi giây mỗi phút phải nhiều hơn, thưa anh chị em. Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi chúng ta khi sinh vào cuộc đời, Thiên Chúa đều trao cho chúng ta những nén bạc để chúng ta xin lời cho Chúa. Người được một nén, chắc chắn Chúa không đòi người đó phải xin lời 5 nén, 7 nén. Chúa chỉ đòi người đó xin cho Chúa một nén, thế là đủ. Người đón nhận 2 nén, hãy xin lời 2 nén khác. Kẻ đón nhận 5 nén, hãy làm lời cho Chúa 5 nén khác. Mỗi chúng ta được trao phó những nén bạc là sức khỏe, là tài năng, là tiền bạc của cải, là địa vị xã hội, là sự khôn ngoan, là nghề nghiệp chúng ta đang có. Tắt một lời, tất cả những gì chúng ta đang có đều là nén bạc Chúa trao và phải sinh lợi khi chúng ta đón nhận những nén bạc ấy. Chúng ta có phải là người đầy tớ
biếng nhác, đã không làm việc, là người đầy tớ chôn đi nén bạc của chủ, là người đầy tớ không hiểu ý chủ của mình, là người đầy tớ chè chén say sưa, hay chúng ta là người đầy tớ cẩn mẫn chu toàn nhiệm vụ của mình được trao, người đầy tớ hiểu ý của chủ và luôn làm cho chủ vui lòng, người đầy tớ luôn thức tỉnh để lắng nghe, đón nhận và thực hiện ý chủ muốn. Trong đời sống, chúng ta phải nhận ra rằng Thiên Chúa là chủ của chúng ta. Ngài không phải là người chủ hà khắc, nhưng là người chủ đầy yêu thương, quan tâm, chăm sóc và muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Trao cho chúng ta những khả năng để chúng ta có thể chu toàn nhiệm vụ của mình. Hôm nay lời Chúa nhắc bảo, mỗi người hãy sinh hoa kết quả cho Chúa. Ai trồng cái cây thì cũng mong ngày hái quả. Thiên Chúa vun đắp cho cây cuộc đời chúng ta bằng tình yêu và ân sủng. Ngài cũng đợi chờ hoa thơm trái tốt trong cuộc đời của mỗi con người. Xin hỏi chúng ta biết làm giàu cho Chúa bằng cách biết sống yêu thương, bằng cách đón nhận thực thi thánh ý Chúa và tuân giữ những giới răn của Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa đã trao cho chúng con những nén bạc để chúng con sinh lợi cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết dùng những nén bạc ấy mà mua lấy nước trời, mà sinh lợi cho Chúa và tha nhân. Đừng để ngày của Chúa đến bất chợt chúng con và chúng con bị liệt vào hàng ngũ của những đầy tớ thất tín. Amen. Từng câu nói nhẹ nhàng, từng khúc hát dịu dàng, lời yêu thương trong tim bồi hồi, là lời Chúa cất tiếng gọi mời đời con. Dù còn những nghi ngại, sợ tuổi trẻ phai tàn, lời yêu thương cứ thế vang vọng, làm lòng con xin theo Ngài thôi. Và từ đó con xin đi theo Ngài, dù chân ái qua bao nhiêu nghi ngại, vẫn vẹn câu thề dâng hiến. Nguyện đời con luôn hăng say trung thành, làm môi ước cho nhân gian an lành, vững lòng theo Ngài suốt đời con này. Ngài ơi, từ thơ bé con được bàn tay Chúa nâng dậy, vỗ về con trong giấc yên hàn, chỉ cho con biết những nguy nan chân ai. Đời con Chúa an bài một niềm mãi theo Ngài, ngàn mây trôi phía cuối chân trời, ngồi bên Chúa an nhiên thành thơ. Và từ đó con xin đi theo Ngài, dù chân ái qua bao nhiêu nghi ngại, vẫn vẹn câu thề dâng hiến. Nguyện đời con luôn hăng say trung thành, làm môi ước cho nhân gian an lành, vững lòng theo Ngài suốt đời con này. Ngài ơi,
sẽ trở thành một nhân chứng tin mừng, sẽ loan đi tới khắp mọi miền bằng đời sống yêu thương nguyện cầu triền miên. Nguyện dâng hiến cho Ngài làm khúc hát cho đời, ngọt ngào ôi những tháng với ngày, lòng yêu thương tha nhân chẳng phai. Và từ đó con xin đi theo Ngài, dù chân ái qua bao nhiêu nghi ngại, vẫn vẹn câu thề dâng hiến. Nguyện đời con luôn hăng say trung thành, làm nuôi ước cho nhân gian an lành, vững lòng theo Ngài suốt đời con này. Ngài ơi. Kính thưa cộng đoàn, thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô cho chúng ta thấy ơn Thiên Chúa cứu độ qua việc Chúa Giêsu con Thiên Chúa xuống thế làm người, đã chịu chết trên thập giá và phục sinh vinh hiển, đã ban dư tràn ân sủng cho loài người, không chỉ cho người Do Thái mà còn cho dân ngoại, cho tất cả mọi người, để mọi người đều đón nhận hồng ân của Thiên Chúa và trở nên con cái của Thiên Chúa, và nhờ đó mà dự phần thưởng trong đời sống vĩnh cửu mai sau. Điều này đã được chính Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại Ngài loan báo. Ngài loan báo không chỉ cho người Do Thái mà đặc biệt là cho dân ngoại. Vì thế Ngài đã nhìn nhận mình chỉ là người tông đồ, người tôi tớ làm theo ý chủ mình là Thiên Chúa. Vì vậy Ngài loan báo tin mừng, ban phát ân sủng để kêu gọi mọi người quy tụ lại, trở về với Thiên Chúa. Qua đó để chúng ta thấy được rằng dù ngôn Chúa Giêsu đưa ra chúng ta, cho chúng ta biết để nhắc nhở cho mỗi người, vì mỗi người được Thiên Chúa mời gọi đặt mình trong mọi hoàn cảnh, trong mọi địa vị và bất cứ ở chỗ nào, như những người tôi tớ. Người tôi tớ này phải trung tín và khôn ngoan. Sự trung tín và khôn ngoan đó là thái độ sẵn sàng và tỉnh thức. Vì chỉ là đầy tớ cho nên luôn luôn sẵn sàng để đón, để tỉnh thức đưa người chủ của mình về bất cứ lúc nào. Và vì thế như người tôi tớ trung tín được trao cho phần quản lý. Sự quản lý này là tất cả gia sản của Thiên Chúa, đó là ân sủng, đó là khả năng, đó là tất cả những gì mình có. Vì thế nếu người đầy tớ này là trung tín và khôn ngoan thì phải chu toàn bổn phận của mình. Tất cả những gì giao cho người quản lý thì phải biết ý của chủ mình, sử dụng ân sủng đó hay tài năng hay tất cả những gì chúng ta có vào việc gì. Đương nhiên ta hiểu được rằng tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta đang có để làm vinh danh Thiên Chúa. Khi biết ý Thiên Chúa như thế mà người đầy tớ mà không hoàn thành công việc của mình thì sẽ bị ăn đòn, tức là bị trừng phạt. Và nếu biết mà không làm thì sẽ bị phạt nhiều hơn, còn không biết thì đương nhiên sẽ bị đòn ít hơn. Để nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, khi chúng ta đi vào giờ sau hết của cuộc đời, Thiên Chúa sẽ mời gọi chúng ta vì tất cả những gì chúng ta đã sống, vì tất cả những gì chúng ta làm. Ta được mời gọi, được Thiên Chúa đã loan báo qua tin mừng, biết được ý Thiên Chúa là cứu độ mọi người và đưa dẫn mọi người đến đời sống thánh thiện. Do đó, xin Chúa ban cho chúng ta có một đời sống thánh thiện, có một đời sống trong ánh sáng, trong chân lý, tức là sự thật của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta.
Khi chúng ta làm như thế, tức là ta trở nên những đầy tớ khôn ngoan và trung tín. Người đầy tớ trung tín đã làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta đón nhận ân sủng Chúa và sống xứng đáng ơn Chúa ban cho chúng ta. Anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe một lần nữa trình bày lời khuyên của Chúa Giêsu về sự thức tỉnh qua hai dụ ngôn. Dụ ngôn đầu tiên nói về chủ nhà và kẻ trộm, và dụ ngôn thứ hai nói về ông chủ và người quản gia. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Trước hết là dụ ngôn về chủ nhà và kẻ trộm. Ai trong chúng ta cũng biết chắc chắn điều này. Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm sẽ đến, ông ta sẽ không để cho nó vào nhà mình bất cứ dưới hình thức nào: khoét vách, cạy cửa, dỡ mái nhà, vân vân. Trong đời sống đức tin cũng vậy. Chúng ta không ai biết được giờ nào con người sẽ đến, bởi vì người đến như kẻ trộm. Chúa Giêsu nói về điều này thật rõ ràng. Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người con cũng không biết, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu đã so sánh mình với kẻ trộm. Chỉ vì Ngài giống anh ta ở điểm nổi bật nhất, đó là sự bất ngờ. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ anh em không ngờ có người sẽ đến. Nhưng có một điều rất khác, đó là kẻ trộm đến để cướp lấy tất cả những gì là quý giá của chúng ta, những thứ không thuộc về nó. Còn Chúa Giêsu, Ngài đến, Ngài sẽ đón nhận chúng ta vào trong vinh quang của Chúa, đón nhận những gì Ngài đã trao ban cho chúng ta và những gì chúng ta đã làm theo ý của Ngài. Vì thế để được Chúa đón nhận, thái độ sẵn sàng là rất cần thiết. Người thiếu sẵn sàng là người lơ là, là người ngủ mê. Trong đời sống của người tín hữu, nếu không tỉnh thức và sẵn sàng thì sẽ đưa đến những hậu quả khó lường. Tỉnh thức và sẵn sàng là thái độ khôn ngoan cần có của chủ nhà, của chính mỗi người chúng ta. Sau khi nghe Chúa Giêsu nói về dụ ngôn chủ nhà và kẻ trộm, thì Phêrô hỏi xem Chúa nói dụ ngôn này áp dụng cho ai? Cho các môn đệ hay là cho tất cả mọi người? Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp câu hỏi của Phêrô, nhưng Chúa đã trả lời qua một dụ ngôn khác, nói về ông chủ và người quản gia bằng cách đặt ra một câu hỏi: ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc cho kẻ ăn người ở, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Ngay sau đó, không đợi Phêrô trả lời, Chúa Giêsu đã có câu trả lời: người quản gia trung tín tốt lành là người chăm chỉ làm trọn bổn phận được giao. Việc quan trọng đó là cấp phát phần thóc gạo đúng giờ, đúng lúc.
Người quản gia trung tín không để ý đến chuyện khi nào chủ của mình trở về. Khôn ngoan đối với anh ta đó là làm theo đúng ý chủ của mình. Và chính sự vắng nhà của ông chủ đã làm lộ ra thực chất của người quản gia. Có lẽ đây là câu trả lời gián tiếp cho câu hỏi của Thánh Phêrô. Và như thể chú muốn nói với Phêrô rằng: này Phêrô, dụ ngôn thực sự dành cho con, chính con phải biết cách quản lý tốt sứ mạng mà ta đã giao phó cho con. Theo ý nghĩa này thì câu trả lời cũng có giá trị cho mỗi người chúng ta. Và ở đây câu cảnh báo cuối cùng của Chúa Giêsu có nhiều ý nghĩa để chúng ta suy nghĩ. Vì người đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã được giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Thưa anh chị em, ngày nay cũng có rất nhiều người lo lắng về ngày tận thế, đã tin vào những sứ điệp trôi nổi trên Internet, những thông điệp truyền tay nhau đang phổ biến trong những nhóm nhỏ. Thậm chí cũng có những người tin đang rất lo lắng vì nghĩ rằng ngày tận thế sắp đến. Nhưng rồi chúng ta nhận thấy thời gian cứ qua đi, ngày này đến ngày khác, tháng này đến tháng khác, năm này đến năm khác, ngày tận thế vẫn chưa đến. Và sau khi chờ đợi lâu dài và suy đoán về ngày Chúa đến, nhiều người không nhận ra Chúa đang hiện diện giữa chúng ta trong những điều bình thường của cuộc sống, trong những biến cố hàng ngày. Đối với người tín hữu chúng ta, điều quan trọng hơn cả không phải là tìm biết ngày giờ tận thế, nhưng đúng hơn là chúng ta phải có khả năng nhận ra Chúa Giêsu đang đến và đang hiện diện nơi những người nghèo khổ dưới nhiều hình thức khác nhau và trong những biến cố hàng ngày của đời sống chúng ta. Thưa anh chị em, trung thành với bổn phận của mình, đó là một sự đáp trả không ngừng lời khuyên dạy của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Khi đọc đoạn Tin Mừng này, chúng ta có thể nhận ra mỗi người chúng ta là một quản gia của Chúa. Lời khuyên dạy của Chúa Giêsu: anh em cũng hãy sẵn sàng, là một lời kêu gọi lòng trung thành của chúng ta đối với Chúa, là một lời khích lệ cho tất cả chúng ta, những người đang phải thi hành trách nhiệm và bổn phận mà mình đã lãnh nhận ở trong đời sống gia đình, trong cộng đoàn hội thánh và ở bên ngoài xã hội. Người quản lý khôn ngoan và trung tín là người biết ý chủ của mình. Ý của chủ chúng ta muốn đó là chúng ta sống yêu thương, phục vụ. Chắc chắn Chúa muốn chúng ta gặp Chúa trong khi chúng ta chu toàn bổn phận của mình, trong lúc chúng ta đang có mối tương quan tốt đẹp với tha nhân, đang sống hòa thuận với mọi người, và nhất là đang sống trong tình trạng bình an với Chúa, với chính mình. Ước gì chúng ta luôn thức tỉnh để nghe rõ lời Chúa nói: ai được cho nhiều sẽ bị đòi nhiều, ai được giao phó nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.
chúng ta hướng về Thánh Cà Du Xe, người quản gia trung tín của Chúa. Xin Ngài cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng ta một tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng như Ngài, để chúng ta biết thực thi ý của chủ mình bằng việc chu toàn bổn phận một cách trung thành trong mọi giây phút của đời chúng ta. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta đang chiêm ngắm những đức tính của Thánh Cả Du Xe được chứa đựng trong tên của Ngài và được các tác giả Công giáo khám phá ra. Trong hai tuần qua, chúng ta chiêm ngắm hai đức tính qua hai ký tự đầu tiên trong tên của Ngài. Đó là thứ nhất, ký tự tri Justia, Justitia, có nghĩa là đức công chính, và ký tự thứ hai là ký tự O, Obedientia, có nghĩa là đức vâng lời. Hôm nay con xin mời ông bà anh chị em chúng ta cùng nhau chiêm ngắm đức tính thứ ba của Thánh Cả nơi ký tự S, viết tắt của từ Sapientia, có nghĩa là đức khôn ngoan. Thưa ông bà anh chị em, khi chiêm ngắm về đức khôn ngoan, trước hết chúng ta thử hỏi coi đức khôn ngoan là gì. Theo sách giáo lý Hội Thánh Công giáo thì đức khôn ngoan là một trong bốn đức tính nhân bản của con người. Đó là đức khôn ngoan, đức công bình, đức can đảm và đức tiết độ. Bốn đức tính này sẽ giúp cho con người ta sống hoàn thiện, trở nên một con người thật sự, trưởng thành về nhân cách hơn. Và giáo lý Hội Thánh Công giáo định nghĩa đức khôn ngoan như thế này: khôn ngoan là nhân đức giúp lý trí sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh phân biệt được điều thiện đích thực và lựa chọn những phương tiện thích hợp để đạt được điều thiện đó. Qua cái định nghĩa này thì chúng ta có thể thấy để trở thành đức khôn ngoan thì phải hội đủ hai điều này. Đó là thứ nhất, trong mọi hoàn cảnh phải phân định được điều thiện mà mình cần phải đạt tới. Trong mọi hoàn cảnh cần phải phân định được điều thiện mà mình phải đạt tới. Và thứ hai là phải biết lựa chọn những cái phương thế để mình đạt được cái điều thiện đó. Hai điều cần phải hội tụ thì mới có được cái đức khôn ngoan. Vậy thì chúng ta nhìn vào gương Thánh Giuse để coi coi Ngài sống đức khôn ngoan như thế nào. Trước hết, trong biến cố truyền tin, thưa ông bà anh chị em, lúc đầu với ý nghĩ là mình sẽ rời khỏi Đức Maria, đó là một cái giải pháp tốt nhất. Đấy là cái ý nghĩ của Thánh Giuse, một cái ý nghĩ cá nhân mà Thánh Cả cho rằng đó là tốt nhất, sẽ rời Đức Maria một cách âm thầm, bởi vì hài nhi mà Đức Maria mà cưu mang không phải là do mình. Cho nên Thánh Cả dự định rời bỏ Maria một cách âm thầm. Nhưng mà rồi, khi Thánh Cả biết được thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa, thì Thánh Cả đã khôn ngoan bỏ đi ý riêng của mình, để rồi chọn lựa và đi theo thánh ý của Thiên Chúa. Ngay lập tức rước Đức Maria về nhà của mình để chăm sóc, để giữ gìn. Rồi khi rước Đức Maria về nhà của mình, thưa ông bà anh chị em, Thánh Cả luôn luôn tìm biết
thánh ý của Chúa, và thánh cả đã khôn ngoan tìm kiếm những cái giải pháp tốt nhất để có thể chăm sóc, để có thể giữ gìn Chúa Giêsu và mẹ người một cách vẹn toàn. Cho dù phải đêm hôm khuya khoắt, phải chạy trốn khỏi sự bách hại của Herode, cho dù phải tính toán uyển chuyển trước những xáo trộn của cuộc sống, và cho dù phải cần lao khó nhọc trong cuộc sống thường ngày, thánh cả vẫn luôn luôn khôn ngoan tìm đủ mọi cách, tìm mọi phương thế để bảo vệ, để chăm sóc Chúa Giêsu và mẹ người. Nhờ sống đức khôn ngoan mà thánh cả đã chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó. Nhìn ngắm thánh cả sống đức khôn ngoan, chúng ta hãy nhìn lại mình coi mình sống đức khôn ngoan như thế nào. Có sống trọn đức khôn ngoan chưa? Mỗi người chúng ta chắc rằng ai cũng mong muốn mình sống khôn ngoan. Và khi người ta khen mình là một người khôn ngoan, chắc rằng chúng ta trong lòng vui sướng lắm. Nhưng mà coi chừng thưa ông bà anh chị em, chúng ta chỉ là khôn ngoan theo kiểu thế gian, chứ chúng ta chưa thật sự sống đức khôn ngoan trong đời sống của mỗi người chúng ta. Sống khôn ngoan theo kiểu thế gian là nhắm đến cái ích lợi của cá nhân mình, nhắm đến những cái lợi ích hẹp hòi cá nhân mà thôi. Cái gì làm cho tôi được nên nhiều về lợi lộc vật chất, về công danh sự nghiệp, về sức mạnh trần thế, thì tôi sẽ cố gắng tìm tòi. Tôi tìm để cho tôi. Đó là sự khôn ngoan theo kiểu thế gian. Còn đức khôn ngoan thương bạn chị em thì lại khác. Đức khôn ngoan không nhắm đến cá nhân nhiều, cho bằng nhắm đến lợi ích của người khác. Sống đức khôn ngoan làm sao? Mình phải làm sao để đem lại hạnh phúc cho người khác? Mình phải tìm cách nào để đem lại hạnh phúc, mà không chỉ hạnh phúc cho mình, mà hạnh phúc cho người khác nữa. Cho dù mình phải chịu hy sinh, cho dù mình gặp phải những khó khăn trắc trở đến đâu đi nữa. Có một cái câu chuyện về khôn ngoan như thế này. Có một ông vua kia, ông sưu tầm được 100 cái bình rất quý, và ông trưng ở trong cái tủ để cho các quan cận thần của mình có thể chiêm ngắm. Một ngày nọ, có một ông quan đại thần cầm ra, đứng coi thì chưa có đã, cầm ra để mà coi, cầm cái kiểu gì lỡ tay rớt xuống, một cái bình vỡ toang. Ông vua tức giận quá. Cái bình này là cái bình quý mà của vua nữa, mà không biết trân trọng, để cho nó bể như vậy. Vua mới ra lệnh cho lính đem đi xử tử cái ông quan này. Trong khi lính chuẩn bị bắt ông quan này đi, thì một ông quan khác chắc là cố tình đi ngang, hất cái vai vào cái tủ, mà hất mạnh đến độ cái tủ nó ngã, làm cho 99 cái bình còn lại trong tủ rớt ra bể sạch. Vua bực lên, cái thằng này nó còn tội dữ hơn nữa, kêu lính đem đi bắt giết. Nhưng mà trước khi giết hỏi cho ra, mày tại làm sao mà cố ý như vậy vậy? Vị quan đó mới nói: dạ thưa nhà vua, một cái bình là một mạng sống con người, vậy thì 99 cái bình còn lại sẽ là 99 mạng khác,
Nếu như lỡ tay rơi xuống thì một mạng người sẽ chết. Cho nên hạ thần chấp nhận làm bể tất cả 99 cái bình, một mạng người thôi, hơn là để 99 mạng người phải chịu chết. Lúc bấy giờ nhà vua mới suy nghĩ lại, ừ đúng, ông quan này ông nói đúng, cho nên đã tha cho cả hai người. Thương bạn chị em, vị quan thứ hai đã khôn ngoan tìm giải pháp, một giải pháp rất nguy hiểm cho bản thân mình, nhưng rồi đem lại sự an bình cho những vị quan khác, đem lại mạng sống cho một vị quan sắp phải chịu chết, và đem lại sự sáng suốt cho nhà vua. Một sự khôn ngoan của vị vua, vị quan đã có thể giúp được cho nhiều người. Thương bạn chị em, thánh cả Giuse đã sống đức khôn ngoan trong cuộc sống của mình, cho nên đã đem lại hạnh phúc không chỉ cho mình mà đem lại hạnh phúc cho Chúa Giêsu và cho mẹ của người nữa. Chúng ta nhìn ngắm thánh cả Giuse để chúng ta bắt chước, học hỏi, noi gương thánh cả sống đức khôn ngoan. Sống đức khôn ngoan là không tìm những cái gì đem lại lợi ích cho mình, mà sống đức khôn ngoan là tìm những giải pháp đem lại hạnh phúc không chỉ cho mình mà cho mọi người. Xin cho mỗi người chúng ta nhờ sự giúp đỡ của thánh cả Giuse cho chúng ta biết sống đức khôn ngoan để làm theo thánh ý Chúa, và nhất là để mưu cầu hạnh phúc cho mọi người. Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay lời Chúa dạy chúng ta phải tỉnh thức đợi Chúa như đón đợi ông chủ trở về nhà. Và mỗi người tùy theo công việc và địa vị đều có trách nhiệm trung tín và khôn ngoan, chu toàn những việc chủ trao để thi hành đúng ý chủ, là làm lợi ra số vốn chủ đã đưa cho mình. Nghĩa là chúng ta sẽ phải trả lời và tính sổ với Chúa khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Nếu trung thành sẽ được trọng thưởng, trái lại nếu nghĩ rằng Chúa đến chậm, chủ còn lâu mới về, thì lợi dụng chức vụ để lo cho bản thân mà trong phúc âm bảo rằng ăn uống say sưa, hay là đối xử không tốt với người chung quanh mà trong phúc âm bảo rằng đánh đập tớ trai tớ gái, thì đến ngày Chúa quang lâm, Chúa đến sẽ bị xử phạt nặng. Xin lưu ý, đừng tưởng còn lâu Chúa mới đến. Trong bài phúc âm này, người đầy tớ nghĩ rằng còn lâu chủ mới trở về nhà. Thế nhưng biết bao nhiêu người trong cuộc đời chỉ có sinh có bệnh, có tử mà không có lão. Chưa kịp đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông thì đã phải ra đi. Có những cái chết khi mà lá vàng còn đeo đẳng trên cây, lá xanh lại rụng xuống, trời hay chăng trời. Quả thực không ai biết trước về ngày giờ chết của mình, không ai phỏng đoán được tuổi nào mình sẽ từ biệt cõi đời. Đó là quyền phép trong tay Chúa. Vì thế Chúa bảo chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng, đừng chần chừ, đừng nghĩ rằng Chúa còn lâu mới đến. Một lần kia, Satan lập mưu bày kế để hại linh hồn người ta. Hắn triệu tập tất cả các quỷ con lại để thống nhất một hình thức cám dỗ người đời thành công nhất. Cuối cùng chúng tìm ra một diệu kế là hãy nói vào trong trái tim mỏng manh của con người, vào cái đầu nhỏ bé của con người là còn lâu mới chết, cứ hưởng thụ đi. Ngày ấy còn rất xa, sau này ăn năn vẫn còn kịp. Và thế là người ta chần chừ không thống hối, người ta không muốn thay đổi đời sống ngay, người ta không nghĩ đến ngày mai
người ta nghĩ rằng còn lâu mới đến giờ ấy. Anh chị em thân mến, hàng ngày chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu thông tin về những cái chết, nào là những xe cứu thương chở xác người đứng đợi trước lò thiêu, nào là những cái chết giật mình của những người nổi tiếng mà lại phải nằm ruộng, những tai nạn, những chất độc ô nhiễm môi trường cứ hủy hoại con người dần dần. Nhìn thấy những bệnh viện, nhìn thấy những người đau, tất cả chúng ta mấy ai ngờ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ là một trong số những người đấy. Như Chúa Giêsu đã sánh ví thời ông Noe, người ta vẫn ăn uống cưới vợ lấy chồng mà không ai biết nạn hồng thủy thình lình ập tới cuốn đi tất cả. Vâng, phải tỉnh táo và luôn sẵn sàng là thái độ của người đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Người khôn biết mình chuẩn bị những gì cho cuộc sống mai sau. Chính trong những cái bất ngờ của cuộc sống, người ta mới được mời gọi để nhận ra tiếng của Chúa, dáng của Ngài, bước chân đang đến. Không biết lúc nào Chúa là chủ chúng ta đến đây. Người Kitô hữu là người biết ý Chúa mà không làm theo sẽ bị xử phạt nặng hơn những người không biết. Những nhà lãnh đạo được trao quyền hành và trách nhiệm cũng phải trả lời trước mặt Chúa về cách phục vụ của mình. Những bậc làm cha mẹ, những người con, những người có địa vị trong xã hội, trong các gia đình cũng phải trả lời về phận sự của mình. Chắc chắn chúng ta đều sợ khi nghe những lời nói này của Chúa Giêsu: ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, ai được trao phó nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều hơn. Amen. Chúa, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời thánh vịnh đáp ca chúng ta cùng tuyên đọc với nhau nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng mỗi người, cuộc sống của mỗi người chúng ta là có cội nguồn ở nơi Thiên Chúa, được hướng dẫn bởi chính ơn Chúa, để rồi cùng đích đời mình cũng là ở nơi Thiên Chúa. Biến như vậy để chúng ta ý thức mà sống cho Chúa, như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài thư gọi tín hữu Roma: anh em hãy dùng các thân thể anh em để làm khí giới của đức công chính mà phục vụ Chúa. Phục vụ đức công chính cũng chính là phục vụ những con người mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời, như chính Đức Giêsu quảng diễn cho chúng ta trong dụ ngôn về người chủ giao các phần việc cho gia nhân, để rồi ai nấy trong khả năng của mình phải biết phục vụ người khác, nhận lãnh để mà trao ban, được trao ban để trao ban lại, nhận nhưng không cho nhưng không. Đó chính là lễ sống của Đức Giêsu Kitô, đó chính là con đường yêu thương của Thiên Chúa, và đó cũng là phải là lối bước của mỗi một người Kitô hữu. Người ta vẫn nhắc nhở chúng ta rằng ở đời trọng kẻ có công, ai đâu chuộng kẻ ngồi không hại đời. Thì trong bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, chúng ta là Kitô hữu, hãy sống theo Đức Giêsu Kitô trong ánh sáng, trong lời dạy của Chúa, mà cái thước đo chính là tinh thần dấn thân phục vụ. Dấn thân phục vụ không chỉ đơn thuần là tham gia vào các cái hoạt động hình thức bên ngoài, nhưng mà khởi đầu, cội nguồn, căn bản chính là đời sống kết hiệp cầu nguyện với Chúa. Cho nên chúng ta thấy trong tin mừng, có lần người
có người con bị quỷ ám đem tới cho các tông đồ, các ông không chữa được. Và sau đó thì từ trên núi xuống, sau khi đã cầu nguyện với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã chữa lành cho cái nạn nhân đó. Và các tông đồ hỏi Chúa, tại sao chúng con không làm được? Chúa nói, cái này cần phải ăn chay và cầu nguyện. Nghĩa là chính sự hy sinh âm thầm, chính tinh thần cầu nguyện đã đem lại cái năng lực biến đổi cuộc sống. Dĩ nhiên có những người tham gia bên ngoài, nhưng mà vẫn luôn luôn cần có những người biết ý thức cái trách nhiệm trong nguyện cầu ơn Chúa. Bởi vì ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa, nếu chúng ta biết cầu xin, Chúa sẽ ban ơn. Nếu chúng ta biết sống tốt như Chúa dạy, Chúa cũng sẽ tiếp sức cho chúng ta. Và như vậy chúng ta hoàn thành được cái sứ mạng, cái bổn phận của những người được Chúa cho để rồi cho lại. Bởi Chúa nhắc cho chúng ta nhớ rằng, người ta ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều hơn. Đòi ở sự đóng góp, đòi ở sự hy sinh, đòi ở sự cộng tác. Và chính Thánh Giuse đã thực hiện rất tốt, nghiêm túc cái bổn phận đòi hỏi mà Chúa ban cho mình khi được chọn gọi và nhận làm người cha nuôi Chúa Giêsu. Xin Người cũng bầu cử cho cuộc sống của chúng ta được an bình, cho mỗi người trong khả năng của mình sống tốt, sống công chính thánh thiện trong đời sống cũng như trong nguyện cầu, để an bình được lan tỏa trên thế giới hôm nay. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 ngã bệnh thì các bác sĩ không hề nói cho Ngài biết về bệnh tình của Ngài, nhưng mà Ngài vẫn biết được cái tình trạng sức khỏe của mình, cũng như biết có thể nói là cái ngày giờ mình lìa bỏ thế giới này cũng không còn bao xa. Và vì vậy Ngài vẫn nói với những người gặp gỡ mình rằng, tôi đã sắp sẵn hành trang. Và ngày cuối cùng của Ngài cũng đã đến. Vị thư ký lại gần Ngài sau khi hôn nhẫn, hôn tay, rồi quỳ xuống và bắt đầu hỏi một vài điều để cho biết tình trạng sức khỏe của Ngài. Vị thư ký hỏi Ngài rằng, hôm nay Ngài thấy thế nào? Và Ngài nói, cha cảm thấy rất là êm ái, dễ chịu trong vòng tay của Chúa, nhưng mà cha hơi lo. Vị thư ký mới nói, cha đừng lo, thật sự chúng con đang lo đây. Bác sĩ vừa nói với chúng con. Thánh Giáo Hoàng mới hỏi lại vị thư ký, bác sĩ nói thế nào? Và vị thư ký mới trầm ngâm một lúc và nói với Ngài, hôm nay con xin được nói thật với Đức Thánh Cha, hôm nay là ngày của Chúa, hôm nay cha sẽ về thiên đàng. Và sau đó vị thư ký quỳ xuống và khóc nức nở. Nhưng Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã vỗ đầu vỗ vai Ngài và nói, sao hôm nay con yếu đuối vậy? Bình thường con mạnh mẽ lắm mà. Hôm nay con đã cho cha nghe được những lời rất tốt đẹp từ miệng của một linh mục có thể nói. Hôm nay là ngày của Chúa, hôm nay cha sẽ về thiên đàng. Và kính thưa cộng đoàn, cái từ hôm nay mà vị thư ký của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 nói ra thật là ý nghĩa. Và khi đọc đến câu chuyện này, con nghĩ đến lời của một bài hát cũng rất là hay và rất là ý nghĩa. Đó là bài hát Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống. Nếu hôm nay rảnh rảnh, quý ông bà chị em mở bài này chúng ta nghe, để chúng ta thấm được chính cái cuộc đời. Nếu chỉ một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho tôi bước đời yên vui. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn,
xuôi đôi tay đi giữa hừng đông. Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành, buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quả đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an. Một lời bài hát rất ý nghĩa thưa cộng đoàn. Và chúng ta thấy đúng quả là thời gian là vàng, và không ai có thể nắm giữ được chính một khoảng khắc nào, cho dù rất nhỏ trong cái khoảng thời gian đó. Và những gì đã đi qua thì nó sẽ không trở lại với chúng ta. Những điều mà chúng ta cảm thấy vui hay buồn, hạnh phúc hay là ưu sầu, tất cả những điều đó đã trở thành quá khứ. Và những quá khứ đó nó đã trở thành một cái gì đó là đau thương, mất mát, hối lỗi hay là sung mãn, tùy thuộc vào chính sự đón nhận của mỗi người chúng ta. Và như thế thưa cộng đoàn, ngày hôm qua đã trôi qua đi, và ngày mai có thể sẽ đến, nhưng mà nó chưa rõ ràng. Và chỉ có một điều chắc chắn, đó là ngày hôm nay, và đó là tất cả những gì chúng ta có. Và ngày hôm nay đó là điều mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, để rồi Ngài mời chúng ta hưởng nếm, cũng như làm cho sung mãn chính giây phút, chính cái điều mà chúng ta đang đón nhận ngay hiện tại này. Và sống sung mãn trong giây phút đó là chúng ta đón nhận cuộc đời mình như là nén bạc Chúa trao, hay là như là cái công việc quản lý mà Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta. Và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta làm sao để cho nén bạc của chúng ta được sinh lời, làm cho cái công việc quản lý của chúng ta được trở nên tốt đẹp, được trở nên trọn đầy với cái khả năng của chúng ta, cũng như ơn ban của Chúa và sự cộng tác của nhiều người. Và chúng ta được Chúa mời gọi hãy nhớ rằng Chúa ban cho ai nhiều thì Chúa sẽ đòi lại nhiều, Chúa đã giao cho ai nhiều thì người sẽ đòi lại nhiều hơn. Và chúng ta cũng được Chúa mời gọi làm tất cả những việc đó là để làm đẹp lòng Chúa, để mưu ích cho người khác, và cũng để thánh hóa cho bản thân, chứ không phải chúng ta làm để tìm vinh danh riêng cho bản thân mỗi người chúng ta, để tìm lời khen, để tìm một cái danh lợi lộc nào đó. Nhưng chúng ta được mời gọi rằng sau khi làm xong mỗi công việc, hãy nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô dụng, con chỉ làm công việc bổn phận đấy thôi. Và xin cho mỗi người chúng ta luôn biết cố gắng để chu toàn chính trách vụ của mình hàng ngày, trong cái vai trò, trong cái bậc sống mà mỗi người chúng ta đang đảm nhận, để rồi chúng ta trở thành những người quản lý trung tín và khôn ngoan. Và chúng ta cũng hy vọng rằng Chúa cũng sẽ nói với mỗi người chúng ta rằng: Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung tín, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài tin mừng hôm nay tiếp nối chủ đề về sự tỉnh thức. Nhưng Thánh Luca nói với chúng ta về vai trò của người quản lý trung tín và khôn ngoan. Cái người tỉnh thức phải là người quản lý trung tín và khôn ngoan. Nhưng khi nghe nói đến hai chữ quản lý thì chúng ta nghĩ là người quyền cao chức trọng, hay là trong nhà đạo thì chúng ta nghĩ ngay đến các linh mục là những người quản lý và phân phát ân sủng. Nhưng thực ra một cách nào đó, ai ai trong chúng ta cũng là người quản lý. Xét trên bình diện con người, chúng ta quản lý tiền bạc, sự sống, thời gian, tài năng và những công việc của chúng ta. Còn trên bình diện thiêng liêng là Kitô hữu, ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được Chúa giao phó khi chúng ta được nhận làm con cái của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được nhận lãnh ân sủng và trao ban ân sủng, nhận lãnh tin mừng và phân phát tin mừng. Như thế chúng ta được mời gọi trở nên người quản lý trung tín và khôn ngoan. Trung tín có nghĩa là luôn luôn làm theo ý chủ, và khôn ngoan là luôn luôn chọn lựa để phân phát chứ không phải giữ cho mình.
Bản chất của người quản lý không phải là người giữ cho riêng mình, mà là người biết phân phát, cho đi phục vụ người khác. Và càng cho đi càng phân phát thì vai trò quản lý càng sáng ngời lên. Còn ai giữ lại cho riêng mình thì đó không phải là người quản gia trung tín mà khôn ngoan, mà là kẻ bất nhân. Như vậy lời Chúa ngày hôm nay mang cho chúng ta một sứ điệp hết sức quan trọng. Đó là chúng ta được mời gọi sống tỉnh thức, nghĩa là chúng ta phải trở nên người quản lý trung tín và khôn ngoan khi sử dụng những ân huệ Chúa ban để làm giàu cho mình và để làm giàu cho tha nhân. Với ân sủng Chúa ban cho chúng ta là chúng ta mưu ích cho các linh hồn và làm vinh danh Chúa. Thánh Giuse mà chúng ta mừng kính trong ngày thứ tư hôm nay, quả thực Ngài là một mẫu gương hoàn hảo cho chúng ta noi theo về người quản lý trung tín và khôn ngoan. Thánh nhân được Chúa giao phó trách nhiệm trông coi gia đình Nazareth, bảo vệ Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Thánh nhân âm thầm lặng lẽ chu toàn bổn phận một cách hoàn toàn tin thác nơi Thiên Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta sống làm tròn vai trò quản lý của mình trong cuộc đời, để chúng ta biết dùng tài năng, thời gian, sức khỏe và mọi việc để phụng sự Chúa và phục vụ con người, biết dùng ân sủng của Chúa để làm giàu cho mình và mang ích lợi cho anh chị em của chúng ta, để mọi người cùng được lãnh nhận ơn cứu độ như Chúa hằng mong ước. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, trong bài đọc thứ nhất hôm nay chúng ta vừa nghe Thánh Tông đồ Phao-lô nói với các tín hữu ở thành Roma rằng: anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, vậy nên hãy biết tạ ơn Thiên Chúa bằng cách hiến thân cho Ngài. Quả thật, chúng ta thấy trong hoàn cảnh hiện tại, với những người mà bị nhiễm Covid mà hôm nay được khỏi bệnh, thì lời Thánh Phao-lô Tông đồ thật đúng với họ. Tính riêng tại Việt Nam thôi, mấy trăm ngàn người bị nhiễm bệnh mà được khỏi, được âm tính đó, thì những người đó chẳng khác gì như từ cõi chết trở về. Nhiều anh chị em bị nhiễm Covid đã tâm sự rằng họ lúc đó tưởng mình đã chết, sống và chết là 50-50, bởi vì biết bao nhiêu người trẻ khỏe, khỏe mạnh bình thường mà họ cũng không qua khỏi. Vậy nên nhiều người xác tín rằng được chữa khỏi hay không thì chỉ có tín thác vào ơn Chúa mà thôi. Do đó khi được khỏi bệnh, họ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Đó cũng là điều mà mỗi người chúng ta nên suy niệm. Chúng ta được Chúa cứu giúp trong những hoàn cảnh nguy khốn có thể là khác nhau, thì như lời Thánh Phao-lô Tông đồ nói đó, chúng ta là những kẻ từ cõi chết trở về thì hãy biết tạ ơn Thiên Chúa và hiến thân phụng sự Ngài. Thực ra thưa cộng đoàn, ở đây lời Thánh Phao-lô có ý nói đến việc chúng ta đã chết, từ cõi chết trở về là đã chết đối với tội lỗi, tức là cái chết thiêng liêng của linh hồn, chứ không phải chỉ nói đến cái chết thể lý không thôi. Khi phạm tội là linh hồn chúng ta như đã chết. Khi được Chúa Giêsu tha tội với ơn cứu độ của Ngài là chúng ta đã từ cõi chết trở về cõi sống. Thánh Phao-lô hỏi: vậy thì sao? Chúng ta cứ phạm tội ư? Ngài trả lời: không đời nào. Làm nô lệ tội lỗi thì sẽ phải chết, tức là sẽ phải đón nhận cái chết đời đời. Vậy nên nếu chúng ta đã được cứu sống khỏi tội lỗi, được tái sinh vào đời sống mới, thì đừng để cho mình bị chết tội lỗi bởi tội lỗi một lần nữa. Đừng làm nô lệ cho tội lỗi. Nhưng Thánh Phao-lô nói: hãy làm nô lệ cho sự công chính. Ở trong bài tin mừng, Chúa Giêsu tiếp tục kể về dụ ngôn người quản gia trung tín và ngược lại, đó là cái người quản gia bất lương.
người quản gia bất lương là người trở thành nô lệ cho tội lỗi, cho cái tham vọng của anh ta. Anh ta dù là đầy tớ thấp hèn nhưng được ông chủ đặt lên làm người quản gia. Đó chẳng khác nào một sự hồi sinh, một sự sống lại. Anh ta được chọn lựa làm quản gia, đó có thể là một đặc ân rất lớn của ông chủ. Vậy mà anh ta, người quản gia đó lại không biết ơn. Như lời Chúa nói, anh ta đánh đập tôi trai tớ gái, chè chén say sưa, bỏ bê công việc của mình. Như thế chẳng phải là vô ơn đối với ông chủ hay sao? Mỗi người chúng ta cũng được Chúa đặt làm quản gia để cai quản cái gì? Thưa, như con nói lúc đầu lễ, trước hết cai quản chính mình, trông coi chính đời sống của mình, trông coi chính linh hồn của mình. Rồi có thể chúng ta là cha mẹ ông bà, chúng ta coi sóc linh hồn, coi sóc đời sống thiêng liêng của con cái, của những người khác nữa. Vậy xin cho mỗi người chúng ta luôn là những người quản gia trung tín để đáp lại niềm trông mong và sự kỳ vọng của Thiên Chúa. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một điều thường làm cho người ta rất đổi hoang mang là Chúa sẽ đến thật bất ngờ. Vì 9 giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Do đó, Chúa mời gọi chúng ta phải tỉnh thức sẵn sàng để chờ Chúa đến. Chờ Chúa đến có 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ngày chết của mỗi người. Nghĩa thứ hai là những lúc Chúa đến viếng thăm, ban ơn cho ta. Nghĩa thứ ba là chờ Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang, tức là ngày tận thế. Trong cả 3 trường hợp ấy, chỉ có ai tỉnh thức sẵn sàng như người quản lý trung tín và khôn ngoan trong dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng hôm nay thì ta mới gặp được Chúa và được Chúa ban thưởng. Thực ra chúng ta cũng là người quản lý của Chúa. Từ sự sống, tài năng, trí thông minh, sức khỏe, sắc đẹp, tất cả đều là ơn Chúa ban. Tất cả đều là của Chúa. Chúng ta chỉ là người quản lý mà thôi. Chúa trao sự sống, tài năng, trí thông minh cho ta gìn giữ trong một thời gian. Nói theo ngôn ngữ của Trịnh Công Sơn, tất cả những thứ đó chỉ ở trọ nơi ta. Con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn, môi sinh ở trọ người sinh, duyên dáng ở trọ đôi chân thúy kiều, tôi nay ở trọ trần gian, mai sau về chốn xa xăm với người. Một ngày kia Chúa sẽ đòi ta tính sổ. Lúc đó ta phải nộp cho Chúa cả vốn lẫn lãi. Ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi nhiều hơn. Do đó, Chúa muốn ta phải là người quản lý trung tín và khôn ngoan. Là quản lý trung tín, ta phải biết chia sẻ. Chúa ban sức lực tài năng không phải để ta ích kỷ vung quén cho bản thân, nhưng là để ta phục vụ. Người có của một cách nào đó mắc nợ người nghèo, người có tài mắc nợ xã hội, người nghệ sĩ mắc nợ khán giả, giám đốc mắc nợ công nhân, bác sĩ mắc nợ bệnh nhân, linh mục mắc nợ giáo dân, và cha mẹ mắc nợ con cái. Là quản lý khôn ngoan, ta phải biết nhìn xa. Vì thế ta đừng miệt mài trong cõi đời tạm mà quên đi cõi phúc trường sinh. Đừng mê mải thú vui trần gian mà quên đi hạnh phúc nước trời. Đừng quá bận rộn chỉ để tìm kiếm của cải vật chất mà quên đi gia sản lớn lao là cả nước trời của Chúa mà Ngài hứa ban cho những người khôn ngoan và trung tín. Nói cho cùng,
Việc Chúa đến bất ngờ là một biến cố vui mừng, chứ đâu phải là bất hạnh. Chỉ bất hạnh cho những kẻ không khôn ngoan, không tỉnh thức, không trung thành với bổn phận. Còn đối với những ai tỉnh thức, khôn ngoan và trung thành, thì việc Chúa đến bất ngờ là một bất ngờ thú vị, vì được Chúa ban thưởng gia sản của Ngài là nước trời, là thiên đàng vinh phúc bất diệt. Chúng ta chẳng ai biết Chúa hẹn mình ở đâu, trong biến cố nào, nhưng chắc chắn cuộc hẹn phải có. Chẳng ai biết giờ chết của mình lúc nào, nhưng chắc chắn giờ ấy sẽ đến. Chỉ sợ chúng ta có một ảo tưởng hết sức nguy hiểm này, đó là nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian. Cái ngày kinh hoàng nhất của một đời người là mình tưởng còn ngày mai để chuẩn bị, nhưng lại phải đối diện với một thực tế rất đỗi phũ phàng là ngày mai ấy không bao giờ có. Hôm nay là ngày thứ tư kính Thánh Giuse. Ta hãy cùng với Thánh Giuse tạ ơn Chúa vì cho ta được làm quản gia của Chúa. Chúa cho chúng ta được góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa qua việc quản lý cuộc đời mình, quản lý mái ấm gia đình và xây dựng cuộc sống. Chúa trao cho chúng ta sự tự do và những khả năng thích hợp để làm việc theo ý Chúa. Thế nhưng, hình ảnh người quản lý bất trung và khờ dại vẫn hiện nơi bản thân mỗi người một cách nào đó. Đó là những lúc chúng ta đã chọn ý riêng thay cho ý Chúa, cậy dựa vào sức mình thay vì nương nhờ nơi Chúa, và nhất là khi lãng phí những ơn lành Chúa đã trao ban cho ta. Ý thức điều đó, mỗi người cần dành thời gian trong hôm nay để nhìn lại bản thân mình, xem chúng ta đang ở trong tình trạng nào của người quản lý. Là người quản lý trung tín và khôn ngoan, hay là quản lý bất trung khờ dại? Lạy Chúa, xin dạy chúng con trở nên người quản lý trung tín và khôn ngoan của Chúa. Xin nhắc chúng con luôn tỉnh thức và sẵn sàng, để chúng con không phải bàng hoàng khi Chúa bất ngờ đến gõ cửa tâm hồn con, nhưng thay vào đó là niềm vui vì biết rằng con được gặp Chúa và được Chúa thưởng ban gia sản của chính Ngài là nước trời hạnh phúc bất diệt. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì con người sẽ đến. Phêrô thưa người rằng: lạy thầy, thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người? Chúa phán: vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín, khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần thóc lúa cho họ? Phúc cho đầy tớ đó khi chủ về thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản của mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa, chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều. Vì đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong những ngày qua, chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta được Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của mình, cũng như nhắc nhở chính bản thân mọi người chúng ta, hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng,
hãy thắt lưng cho gọn, cầm đèn cháy sáng trong tay. Và ngày hôm nay Chúa mời gọi mọi người chúng ta, những người môn đệ của Chúa, hãy trở nên những người đầy tớ trung tín. Đầy tớ trung tín có nghĩa là gì? Là những người có trách nhiệm lãnh đạo, có trách nhiệm ở nơi mà mình đang sống, nơi sứ vụ của mình. Thì những người ấy được Thiên Chúa mời gọi hãy trở nên trung thành phục vụ cho mọi người cho tới khi Chúa quan lâm. Hình ảnh người đầy tớ trung tín ở đây muốn nhắm đến những người có trách nhiệm, phải trung thành, sống trong ơn gọi, là những người được đặt để lãnh đạo giáo đoàn, sống trong cộng đoàn, là những người được lãnh đạo chăm sóc cộng đoàn của mình, là một người gia trưởng trong gia đình, là một người bề trên ở cộng đoàn nào đó, hay là một người hiệu trưởng, một người thầy, một người cô, giáo viên chủ nhiệm, vân vân. Những người mà Chúa trao cho họ cái khả năng, trao cho họ cái quyền để chăm sóc một nhóm người. Thì chúng ta đừng thiết nghĩ rằng mình được trao quyền như thế, mình có thể dùng cái quyền, lạm dụng quyền lực để rồi có thể muốn làm điều gì thì làm. Không, chúng ta hãy nhớ bản thân cá nhân mọi người chúng ta, dù ở bậc sống nào, dù ở vai trò nào, chúng ta cũng được mời gọi sống thật khiêm tốn. Hãy trở nên người tôi tớ trung tín đối với Thiên Chúa. Chúng ta như những người tôi tớ, Thiên Chúa là chủ của mỗi người trong chúng ta. Cho nên chúng ta hãy trở nên là người tôi tớ trung tín, chu toàn sứ vụ trách nhiệm của mình trong đời sống, trong sứ vụ Chúa trao. Hãy sống thật hết tình hết mình trong những cấp bậc mà Chúa trao cho chúng ta. Nếu Chúa trao cho chúng ta là bổn phận là người cha người mẹ trong gia đình, chúng ta cũng hãy sống hết tình, hãy chu toàn bổn phận của mình trong vai trò làm cha làm mẹ, sống cho con cái, sống chết vì nó. Bởi vì người ta nói nhất con nhì của, con cái là trên hết, sau đó mới là của cải. Nếu chúng ta trọng vọng của cải của mình mà chúng ta không lo lắng cho con cái của mình thì thật điều đó đáng trách, và chúng ta là những người cha người mẹ vô trách nhiệm. Giống như hình ảnh Chúa nói, người đầy tớ cứ tưởng rằng ông chủ của mình đi về trễ, cho nên họ đã đánh đập tôi trai tớ gái, họ đã ăn uống chè chén say sưa. Nhưng khi Chúa đến vào giờ không ngờ, khi ông chủ trở về vào những lúc nó không ngờ, thì người đầy tớ ấy sẽ trở nên bạc mệnh. Thì bản thân mọi người Kitô hữu chúng ta là con cái của Thiên Chúa cũng được mời gọi như thế. Chúng ta được mời gọi sống trong bậc sống của mình, dẫu là người như thế nào, bổn phận của chúng ta hãy trung tín, hãy nhiệt thành trong công việc của mình, hãy chu toàn trách vụ Chúa trao, hết tình, hết lòng, hết sức, hết linh hồn của chúng ta. Còn những việc còn lại phó thác trong vòng tay và sự quan phòng của Thiên Chúa. Bởi vì những sợi tóc trên đầu của chúng ta là Chúa đếm cả rồi mà. Cho nên chúng ta không cần phải sợ hãi, cứ sống trọn vẹn, vui vẻ, bình an trong sứ vụ Chúa trao cho mình, và phải hết tình, hết lòng với điều đó. Bởi vì khả năng Chúa ban cho chúng ta là để chúng ta phục vụ với lẫn nhau, phục vụ kẻ khác, phục vụ lẫn nhau, phục vụ anh chị em, phục vụ cộng đoàn, phục vụ xã hội, phục vụ gia đình. Nếu chúng ta lầm tưởng hay chúng ta kiêu ngạo điều mà chúng ta có được là bản thân của chúng ta, đó là một sự sai lầm, là một điều vô phúc cho chúng ta. Và Chúa sẽ lấy lại những cái khả năng, những cái tài trí ấy, bởi vì không sử dụng không đúng mục đích. Bởi vì tình yêu Thiên Chúa luôn dạt dào trên từng cá nhân mỗi người. Mỗi một cá nhân Chúa có một cái chương trình của Thiên Chúa. Chúng ta trở nên cao trọng trong mắt Thiên Chúa, tất cả mọi người đều như nhau, không ai hơn ai cả. Nhưng trong thực tại trần thế, Chúa muốn mọi người chúng ta ở một cái vị trí nào đó, để rồi chúng ta sẽ sống hết mình điều đó, để rồi phụng sự Chúa, phục vụ anh chị em. Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu tài năng không quý ông bà anh chị em? Là con Thiên Chúa mà, là Chúa cả trời đất mà, Chúa làm được mọi sự. Nhưng Chúa nói, ta đến không phải để được phục vụ, nhưng phục vụ người ta. Đó là một mẫu gương rất thực tế và chân thành để mọi người
chúng ta cần phải học hỏi, chiêm ngưỡng và noi theo. Xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, giúp cho từng người chúng ta biết chu toàn và trung tín trong bổn phận cá nhân mà Chúa trao cho mọi người, để sự trung tín và sự chu toàn ấy làm trở nên giá trị của bản thân người Kitô hữu, làm giá trị bản thân kiếp con người của chúng ta, làm trở nên nổi bật tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa nơi công việc của mọi người. Và mẫu gương mà ngày hôm nay chúng ta đáng học hỏi đó chính là Thánh Giuse. Ngài luôn chu toàn sứ mạng Chúa trao cho mình trong từng giai đoạn, trong từng thời điểm mà Chúa mong muốn nơi Ngài. Ngài định tâm lìa bỏ vì hôn thê của mình, nhưng Chúa đến với Ngài trong giấc mơ, rồi Ngài can đảm ngoan ngụy vượt qua tất cả mọi định kiến, rồi rước lấy Đức Maria về. Và chu toàn sứ mạng trong từng thời đoạn, trong từng thời kỳ, trong từng giai đoạn. Chúng ta đọc lại hành trình lịch sử cứu độ trong mùa Giáng sinh, chúng ta thấy Thánh cả Giuse thật là một người tôi tớ trung tín của Thiên Chúa. Đó là một mẫu gương để mọi người chúng ta học hỏi và cầu xin Ngài giúp cho bản thân mỗi người chúng ta cũng phải trở nên trung tín như vậy. Xin Chúa chúc lành và xin Thánh Giuse cầu thay nguyện giúp cho từng người chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, sự chết đến với mỗi người được Kinh Thánh gọi là giờ Chúa đến. Và việc Chúa đến thường xảy ra bất ngờ, trừ một vài trường hợp họa hiếm được Chúa cho biết trước về ngày giờ chết của mình. Còn hầu hết đều không hay biết gì cả. Cho nên đừng bao giờ nghĩ mình còn trẻ, mình khỏe mạnh, còn lâu mới chết. Vì không thiếu gì trường hợp lá vàng đeo đẳng trên cây, lá xanh rụng xuống, trời ơi hỡi trời. Quả thực không ai biết trước về ngày giờ mình chết, không ai phỏng định được tuổi nào mình sẽ từ biệt cõi đời. Đó là quyền phép trong tay Chúa, vì thế Chúa bảo chúng ta phải chuẩn bị. Hơn nữa, Chúa còn bảo chúng ta phải luôn khôn khéo sử dụng những ơn lành Chúa ban. Chúng ta là người quản lý được Chúa trao cho một số vốn. Người trao nhiều người ít, nhưng nhiều ít không quan trọng. Quan trọng là biết trung tín và khôn ngoan để thi hành đúng ý chủ, làm lợi số vốn đấy ra. Bởi vì chúng ta phải tính sổ và trả lời với ông chủ khi chúng ta gặp Ngài. Chúa căn cứ vào đó để thưởng phạt chúng ta. Hẳn chúng ta còn nhớ một bài đồng giao với trò chơi dân gian thuở còn nhỏ, thiên đàng hỏa ngục hai bên. Thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì về, ai dại thì xa. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện, kẻo xa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi ngày chết được lên thiên đàng. Bao nhiêu người khôn biết xây dựng cuộc đời mình tốt đẹp, biết giữ linh hồn để ngày chết được lên thiên đàng. Và đồng thời cũng có bao nhiêu người dại đến nỗi phải bất hạnh muôn đời. Khôn hay dại là tùy từng người chúng ta. Anh chị em thân mến, có một lần ở trong đài truyền hình VTV1 đã hài hước khi bình luận về một số công việc thất cách thời này. Tàu thuyền mới đóng được có một năm thì bị rỉ sét, thì lại đổ lỗi biến đổi khí hậu, nước biển năm nay mặn hơn nước biển năm trước. Rồi trong cơn mưa to, xả nước thải vô tội và cá chết nổi lên trắng hồ, thì bảo rằng cá không quen với nước dâng nhanh lên hồ cho nên chết. Đường cao tốc bị hư hại, bị sụt lún nhanh chóng, thấm nước thì đổ tội cho tại tầng địa chất. Hối lộ tham nhũng có tiền để xây biệt phủ thì lại bảo do tích lũy bởi nuôi heo. Mỗi khi có một sự cố xảy ra thì người ta hay đổ thừa cho người khác.
thậm chí người ta đổ thừa cho ông trời, vợ chồng bỏ nhau bảo tại ông trời. Trong bài hát Buồn Trong Kỷ Niệm viết như thế này: không phải tại anh cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau. Chúa đến, Ngài sẽ tính sổ với chúng ta, chứ chúng ta không đổ lỗi một cách loanh quanh như vậy cho người này người kia, cho việc này việc nọ. Vậy ngay từ bây giờ chúng ta phải sống sao xứng với ơn Chúa đã ban cho mình. Nào là ơn sức khỏe, ơn tài năng, tiền bạc, công việc, gia đình, cuộc sống. Những thứ đó không phải của chúng ta mà ông chủ trao cho chúng ta. Khi ông chủ đến, chúng ta phải trả lời với ông chủ. Ông đến bất ngờ, đến ban ngày, đến nửa đêm, hay có khi về sáng, ông mới gõ cửa đời chúng ta. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp tục trích đoạn tin mừng chúng ta suy niệm hôm qua, hôm nay Chúa Giêsu nói về dụ ngôn chủ nhà tỉnh thức. Phải nói ngay rằng khi kể dụ ngôn này, Chúa Giêsu không có ý so sánh Thiên Chúa với tên trộm, mà so sánh việc Thiên Chúa đến và tên trộm đến thăm viếng nhà người ta cũng khôn lường và bất ngờ như nhau. Và do tính chất bất ngờ đó nên ta phải tỉnh thức. Có lẽ hình ảnh tên trộm đào ngạch khoét vách nhà người ta bất kể đêm ngày, chứ không hẳn chỉ là vào ban đêm như bối cảnh Chúa nói trong dụ ngôn. Vì xã hội ngày nay, quá nhiều khi những tên trộm rất manh động cả vào ban ngày và ngay chốn đông người. Hình ảnh đó nhằm hướng dẫn mỗi người càng phải luôn trong tình trạng tỉnh thức, hầu có thể bảo toàn cả tính mạng và của cải. Mượn cách thức thể lý đó, Chúa Giêsu cảnh giác mỗi tín hữu về hành trình đức tin hàng ngày của mình. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Kho tàng của cải mà Chúa cảnh báo mỗi tín hữu phải tỉnh thức canh chừng luôn luôn như Ngài nói trong dụ ngôn là gì, nếu không phải chính là kho tàng nước trời, vương quốc Thiên Chúa, là ân ban, là ân sủng dồi dào của Người dành cho mỗi người chúng ta qua việc ban con một của Người đến trần gian để chịu chết trên thập giá vì chúng ta và vì ơn cứu độ của toàn thể nhân loại. Chúng ta có thể đánh mất kho tàng vô giá ấy nếu chúng ta không biết tỉnh thức, canh giữ trái tim và khối óc của mình trong chân lý, tình yêu và lời của Chúa mà chúng ta lắng nghe hàng ngày qua giáo hội của Chúa, để có thể làm trổ sinh hoa trái yêu thương đó mỗi ngày với anh chị em đồng loại. Satan, kẻ dối trá, luôn hoạt động trong trần thế này, và có lẽ không khó để chúng lôi kéo con người đi theo sự giả trá của nó. Thế nhưng, Kitô hữu sẽ chiến thắng nếu họ biết để cho tình yêu và lời của Chúa Giêsu sống và hoạt động trong mình. Tỉnh thức với lòng biết ơn và cầu nguyện, với lòng tri ân, cảm tạ, là một lối mở cửa tâm hồn để đón nhận Chúa vào cuộc đời mình. Tỉnh thức là thay đổi cách sống, cách nhìn theo tin mừng, mặc lấy Chúa Kitô, rập khuôn cuộc sống của mình theo Người. Nhờ đó, các tín hữu có thể hân hoan và vui mừng khi Người trở lại trong ngày tận thế. Chúa Giêsu đã kết giáo huấn về tỉnh thức bằng câu chuyện người quản gia trung thành để nói về trách nhiệm của những người lãnh đạo. Cũng có yếu tố bất ngờ khi ông chủ có thể trở về nhà vào những thời điểm mà họ không ngờ tới. Và rồi, tùy theo sự trung tín, tận tụy và khôn ngoan của quản gia mà ông chủ sẽ ban thưởng hay luận phạt họ. Người lãnh đạo được Thiên Chúa trao phó coi sóc cộng đoàn thì cần trung thành phục vụ mọi người được ủy thác cho mình cho tới khi ông chủ trở về.
trái với những quản gia luôn biết trung tín, tận tụy và yêu mến công việc chủ trao phó, là những người quản lý xấu xa, lười biếng, lạm dụng chức vụ để chỉ lo cho bản thân mình. Tệ hơn nữa, còn ngược đãi những người được ông chủ trao phó cho mình chăm sóc, hướng dẫn, tựa như hình ảnh đánh đập tôi trai tớ gái trong dụ ngôn tin mừng. Chính vì thế, khi đến ngày quang lâm, ngày ông chủ trở về, thì họ sẽ bị trừng phạt nặng nề và nghiêm khắc hơn. Điều này cho thấy, chức vụ càng cao thì trách nhiệm rồi hình phạt sẽ càng nặng hơn. Lời Chúa hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, tiếp tục mời gọi chúng ta tỉnh thức. Sự tỉnh thức đích thực của người Kitô hữu chính là phục vụ. Càng phục vụ, họ càng nhận ra được nước Chúa đang đến. Càng phục vụ, họ càng nên giống Chúa trong cung cách yêu thương đến cùng của người. Bên cạnh đó, ân sủng dồi dào mà chúng ta lãnh nhận qua bí tích rửa tội là để san sẻ, là sẻ chia. Tình yêu chúng ta cảm nhận được trong đức tin là để trao ban. Sự thức tỉnh đích thực của người Kitô hữu chính là ý thức rằng sống là để yêu thương và phục vụ. Và đó cũng là hạnh phúc đích thực và trường cửu. Ước gì chúng ta luôn tỉnh thức và trung thành trong hướng đi ấy. Xin Chúa chúc lành và giúp mỗi tín hữu chúng ta luôn tâm niệm điều đó trong đời sống đức tin hàng ngày của mình. Amen. Lạy Chúa, đã có nhiều khi con tự hỏi rằng vì sao Ngài lại thương con, vì sao Ngài cứu chuộc con. Ngài đến với con trong một đêm giá lạnh, mặc lấy xác thân nơi con người yếu đuối, chịu bao nhiêu đau đớn hằn thân và chịu chết treo trên thánh giá nhục hình. Vạn lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được cơn cứu rỗi. Vạn lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ngân bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong rằng. Ban thánh ngân bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong rằng. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, nhìn vào thực tế, chúng ta chẳng biết mình sẽ chết cách nào và khi nào. Chẳng hạn, cái chết đến với một em học sinh trong câu chuyện sau. Cơn mưa chiều 28 tháng 7 đã làm cho cây me cổ thụ trước nhà số 100A, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, chóc gốc, ngả đè lên ba xe gắn máy. Em Hà Chí Thanh, 17 tuổi, học sinh, đi xe qua ga Saki, chết ngay tại chỗ. 7 người khác bị thương phải chở đi cấp cứu. Theo kỹ sư Phạm Thanh Sơn, phó giám đốc công ty công viên cây xanh thành phố, cây me trên đã được tỉa cành, ngọn, đã khống chế chiều cao và đã có giấy phép đốn hạ vào ngày 29 tháng 7. Trước tình trạng cây cổ thụ ngả hàng loạt trong mùa mưa có gió mạnh này, ông Sơn cho biết công ty sẽ huy động toàn bộ lực lượng nhanh chóng đốn hạ khoảng 80 cây cổ thụ đã có giấy phép xin đốn bỏ. Em Thanh đâu có ngờ
Chiều hôm đấy, mình là nạn nhân, chiều hôm đó mình chết. Vì thế, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hai dụ ngôn để nói lên tinh thần chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa. Vì chúng ta chẳng biết lúc nào Chúa sẽ lại đến trong cuộc đời chúng ta. Trong dụ ngôn chủ nhà tỉnh thức, tác giả không so sánh Thiên Chúa với tên trộm, mà so sánh việc Thiên Chúa đến và tên trộm đến cũng bất ngờ như nhau. Vì bất ngờ nên phải tỉnh thức. Trong dụ ngôn quản gia tỉnh thức, Thánh Luca muốn nói rằng người quản gia hay người lãnh đạo được Thiên Chúa giao coi sóc giáo đoàn phải trung thành phục vụ mọi người cho tới khi Chúa quang lâm. Khi ấy, người đó sẽ được trọng thưởng. Trái lại, nếu nghĩ rằng Chúa chậm quang lâm để rồi lạm dụng chức vụ để lo cho bản thân ăn uống chơi bời và ngược đãi kẻ khác, đánh đập tôi trai tớ gái, thì đến ngày quang lâm sẽ bị trừng phạt nặng. Do đó, người quản gia này phải luôn trung thành, phải luôn tỉnh thức, vì anh ta không biết khi nào chủ của anh ta sẽ đến, vào ngày anh ta không ngờ, vào giờ anh ta không biết. Quý vị và các bạn thân mến, tỉnh thức chính là thái độ sẵn sàng nghênh đón Chúa tái lâm của những ai hết lòng yêu kính, biết ơn đấng yêu thương cứu chuộc mình. Tỉnh thức có nghĩa là chúng ta luôn luôn chu toàn bổn phận của mình đối với Chúa và đối với nhau bằng cách yêu thương, giúp đỡ, canh giữ, khuyên nhủ lẫn nhau sống đẹp lòng Chúa và sống chan hòa với mọi người. Lạy Chúa, giờ Chúa đến, chúng con không biết lúc nào. Xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng để có thể lên đường với Chúa khi người đi ngang qua cuộc đời chúng con và cất tiếng gọi mời. Amen. Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu
phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng. Xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp nối hôm qua với đề tài về sự tỉnh thức, sẵn sàng. Tỉnh thức sẵn sàng và trung thành là thái độ của mọi Kitô hữu chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Hai thái độ này được Đức Giê-xu giảng dạy và được Thánh Luca ghi lại trong năm dụ ngôn. Bài phúc âm hôm nay nhắc đến hai dụ ngôn Chúa đến như kẻ trộm và dụ ngôn người quản gia trung thành khôn ngoan, đợi Chủ về. Trước tiên, là dụ ngôn Chúa đến như kẻ trộm. Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức. Một lần nữa, Đức Giê-xu đưa ra lời kêu gọi, hãy sẵn sàng. Nhưng lần này không phải là sẵn sàng cho sự bất ngờ, đầy hứng thú khi ông chủ trở về với phần thưởng trọng hậu cho người đầy tớ trung thành. Đức Giê-xu đưa ra hình ảnh rất thực tế về một sự bất ngờ khó chịu. Hình ảnh tên trộm luôn rình rập. Chỉ cần một giây phút chủ nhà sơ hở mất cảnh giác là tên trộm chớp nhoáng ra tay. Chắc chắn, Chúa không có ý hù dọa chúng ta khi ví việc con người đến với việc kẻ trộm viếng nhà. Người muốn nhấn mạnh rằng, lời của Chúa luôn là lời mời gọi cấp bách, đòi hỏi chúng ta phải đáp trả cách mau mắn và quảng đại. Hơn nữa, Đức Giê-xu muốn chúng ta phải sẵn sàng ở mức cao nhất, không được phép lơ là. Tiếp đến là dụ ngôn người quản gia trung tín. Sau khi mời gọi mỗi Kitô hữu sống tỉnh thức, Đức Giê-xu trước thắc mắc của ông Phê-rô đã áp dụng tinh thần đó cách đặc biệt cho các tông đồ, các vị lãnh đạo cộng đoàn. Thánh Luca diễn tả họ như những người quản lý cần phải trung tín và khôn ngoan. Các ông là những người được Chúa Giê-xu tin tưởng, huấn luyện và sai đi để rao giảng tin mừng. Các ông phải chịu trách nhiệm về những người mà Chúa giao phó cho các ông. Vì, hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Tuy nhiên, trong dụ ngôn người quản gia trung tín, một nghĩa nào đó, người quản gia cũng có thể mở rộng đến các Kitô hữu, vì họ cũng là những nhà lãnh đạo trong gia đình và cộng đoàn. Là những Kitô hữu, chúng ta được rửa tội, được học hỏi giáo huấn của Chúa. Nhưng nhiều khi, chúng ta không sống đúng với những giáo huấn đó. Đôi khi, chúng ta làm ngược lại, làm gương mù, gương xấu, làm cớ cho người khác vấp phạm. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sự chết là điểm đến chung cuộc của phận người. Thế nhưng, không ai biết mình sẽ chết lúc nào, bởi đó là giờ phút ta không ngờ. Tuy vậy, cái chết không phải là dấu chấm hết cho một kiếp người, bởi lẽ con người là hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu và được mời gọi thông phần vào sự sống thần linh của Ngài. Để chuẩn bị cho điểm đến này, thì tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng là điều cần thiết đối với những ai muốn cùng với Chúa đi chọn cuộc hành trình dương thế để tiến về quê trời. Hình ảnh người quản gia trung tín và khôn ngoan mà Đức Giê-xu trưng dẫn được coi như khuôn mẫu cho những ai muốn thuộc chọn về người. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng để chu toàn bổn phận được trao. Hãy luôn nghĩ đến giờ chết của mình để chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế của người môn đệ là lắng nghe và thực hành lời Chúa. Cần nhạy bén với ơn Chúa và các dấu chỉ để ý thức chu toàn bổn phận của mình. Lạy Chúa Giê-xu, xin ban cho chúng con một tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng để biết chu toàn bổn phận của mình cách trung thành. Xin cho chúng con luôn ý thức mình sẽ chết, để từ đó biết sám hối và canh tân đời sống ngay trong giờ phút hiện tại. Amen.
trao nhà cho người tôi tớ, trao quyền và trao trách nhiệm, ra lệnh canh giữ an toàn. Rồi người ra đi, một mai người sẽ trở lại, đêm tối hay khi hừng đông, ban sáng hay khi chiều tàn. Cuộc đời như trong đêm đen, kẻ trộm không ngừng thao túng, con người lại hay bất trung, ươn hèn gian trái lạnh lùng. Tình đời men say làm cho người quên kiếp này, đang sống cho một ngày mai, đang tin chung cho tình ai. Người ơi tình thương, vì không biết khi nào trở về, ngày sẽ đến khi ta chẳng ngờ. Đời như giấc mơ, đừng buồn theo đam mê danh lợi, nhưng theo lời Chúa luôn tình trái ngang, đi vào sang ngã hoang đàng. Tình đời mê mang, cuộc vui rồi cũng sẽ tan, như áng mây hợp rồi tan, bao xót xa khi chiều vàng. Cho lòng con luôn trung trinh, giữ mình khỏi mọi lối cuốn, sống tận tình với Chúa luôn, không hề nao núng u buồn. Ngày đời con đây, nguyện sống vẹn câu ước thề, gian khó con không nề chi, với Chúa con lo sợ gì. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chuyện kể rằng một vị vua đang hấp hối nhưng vẫn chưa có người kế vị. Quan tể tướng khuyên nhà vua nên chọn giữa hai người hầu tốt nhất của mình, và nhà vua đã nghe theo lời khuyên này. Nhà vua hỏi người hầu thứ nhất, nếu được làm vua, ngươi sẽ trở thành vị vua như thế nào? Người hầu trả lời, nô tỳ sẽ cai trị bằng sắc lệnh và chỉ huy mọi người cách nghiêm khắc. Nhà vua cũng hỏi câu tương tự với người hầu thứ hai. Anh ta trả lời, nô tỳ sẽ tiếp tục làm người hầu. Ngươi có ý nói gì? Nhà vua hỏi lại. Anh ta trả lời, sự khác biệt duy nhất giữa một vị vua và một người hầu là một ngai vàng. Vị vua thực sự là người phục vụ. Người hầu thứ hai đã trở thành vị vua kế vị. Câu chuyện dụ ngôn trong tin mừng hôm nay nói về một người quản gia mà ông chủ cất nhắc để chăm sóc tất cả kẻ ăn người ở trong nhà bằng cách phân phát lương thực thực phẩm vào thời điểm thích hợp. Ở đây, Chúa Giêsu đang nói đến trách nhiệm chăm sóc của chúng ta đối với người khác. Mỗi người trong chúng ta phải nỗ lực chăm sóc và giúp đỡ những người mà Chúa đã giao phó cho chúng ta, bởi vì đây là điều tốt nhất chúng ta có thể làm để đền đáp những gì Chúa đã ban cho chúng ta, giống như câu chuyện về người nông dân trồng ngô. Có một người nông dân giành giải thưởng cao nhất về trồng ngô. Một phóng viên đã phỏng vấn anh ta và học được một điều thú vị về cách anh ta giành giải thưởng. Người phóng viên phát hiện ra người nông dân này
đã chia sẻ giống ngô của mình cho những người trồng ngô khác, nên đã hỏi: tại sao anh lại chia sẻ giống ngô tốt nhất của mình với hàng xóm, khi họ cũng đang cạnh tranh giải thưởng với anh? Tại sao ư? Người nông dân trả lời: như anh biết, gió sẽ cuốn phấn hoa từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu hàng xóm của tôi trồng ngô kém chất lượng, thì quá trình thụ phấn chéo sẽ làm giảm chất lượng giống ngô của tôi. Nếu tôi trồng ngô tốt, tôi cũng phải giúp hàng xóm trồng ngô tốt. Người nông dân này đã nhận thức rất rõ về sự kết nối của cuộc sống. Giống ngô của anh không thể được cải thiện trừ khi giống ngô hàng xóm của anh cũng được cải thiện. Đó là cuộc sống của chúng ta. Những người chọn sống hòa bình phải giúp người hàng xóm của mình được sống trong hòa bình. Những người chọn sống tốt phải giúp người khác sống tốt, vì giá trị của cuộc sống được đo bằng chính cuộc sống mà nó chạm tới. Và những người chọn hạnh phúc phải giúp người khác tìm thấy hạnh phúc, vì phúc lợi của mỗi người phụ thuộc vào phúc lợi của người khác. Bằng việc làm tất cả những điều này, chúng ta đang thể hiện trách nhiệm của chúng ta là chăm sóc lẫn nhau. Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu gọi chúng con trở nên những người quản gia trung tín và khôn ngoan của Chúa. Xin cho chúng con ý thức chúng con là tôi tớ của Chúa, để không tự cho mình là chủ của người khác, nhưng là những quản gia trung tín và khôn ngoan trong việc chăm sóc nhu cầu cho người khác. Nếu chúng con trung thành với lời kêu gọi đó, chúng con cũng sẽ nhận được những phúc lành, chính là sự phục vụ của Chúa. Amen. Ngài giữa chân con, khi nhiều lần dòng chơi mỏi mòn, Ngài giữa tay con, đôi tay ngọc ngà, duyên dáng kiêu sa. Ngài giữa thân con, dấu tích bụi trần, mù lòa lương tâm, quyến rũ thật gần, dại khờ ngây thơ, để mọn hèn cuốn. Ngài giữa môi con, đôi môi hồng tươi vui mở rộng. Ngài giữa tim con, mong manh mộng giòn, dây dứt khôn nguôi. Ngài giữa thân con, lỡ bước lầy lội, ngập đầy đam mê, đời héo hon, Ngài còn thương con. Thương con nên dạy con là đầy tớ khiêm nhường. Yêu thương như lời kinh vì thập giá hy sinh. Mầu nhiệm tiệc ly chữa ngậm ngùi hồn con, nhắc nhở để lại hồng ân, mình mau cha ban cuộc đời. Ngài giữa chân con như lời mời yêu thương vời vợi. Ngài giữa đôi tay lao tan không ngơi. Ngài giữa mỗi con luôn báo tin mừng, truyền giao chân lý không tiếc thương gì, còn
quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Luca nối tiếp những giáo huấn của Đức Giêsu về việc tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi bằng dụ ngôn người quản gia trung tín và khôn ngoan. Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ, đúng lúc? Quản gia là người được ông chủ chọn. Tuy ông có quyền trên các đầy tớ khác, nhưng đối với chủ, ông vẫn là một gia nhân. Nhiệm vụ của quản gia là coi sóc mọi sự trong nhà và mọi đầy tớ khi chủ vắng mặt. Điều đáng trân quý là ông không dùng chức vụ được giao phó để bắt chẹt người khác hoặc để tư lợi cho bản thân, nhưng là để phục vụ theo ý chủ. Và để thưởng công, ông chủ đã giao phó cho người quản gia này một nhiệm vụ đáng kể hơn là coi sóc tất cả tài sản của chủ mình. Nhưng lạy Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Câu hỏi của Phêrô làm cho việc áp dụng dụ ngôn được tinh tế hơn. Dụ ngôn này được nói cho ai? Cho tất cả mọi người hay chỉ dành riêng cho một vài môn đệ? Quý ông bà và anh chị em thân mến, dụ ngôn này được áp dụng cho tất cả chúng ta vì là những người đã được lãnh nhận đặc ân hiểu biết các mầu nhiệm cứu độ, nên chúng ta phải trung tín và tích cực phân phối mầu nhiệm ấy. Nói cách khác, trong cộng đồng nhân loại, chúng ta là những người đã được Thiên Chúa cắt cử làm quản lý để đến thời đến buổi phân phát thóc gạo cho gia nhân. Là quản lý trung tín và khôn ngoan, chúng ta cần biết chia sẻ vì Thiên Chúa ban cho chúng ta sức lực, tài năng, sự khôn ngoan, không phải là để vun quén và làm giàu cho bản thân, nhưng là để phục vụ và mưu ích cho tha nhân, cũng như vì lợi ích của các linh hồn. Là quản lý khôn ngoan và tín trung, chúng ta không được phản bội, hiểu theo nghĩa, đừng dùng ơn riêng Chúa ban để chống lại Chúa, chống lại giáo hội. Đừng dùng trí khôn Chúa ban để rắc gieo tư tưởng xấu hay đạo lý không lành mạnh. Đừng dùng sức mạnh Chúa ban mà áp bức người khác. Đừng dùng tài năng Chúa ban để phục vụ lợi ích cho riêng mình. Nhưng hãy dùng tất cả những ân ban nhưng không đó để phục vụ Chúa, để làm cho Chúa được yêu mến hơn, được vinh danh hơn. Thánh Phêrô đã viết rất rõ, ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa, xin dạy chúng con hiểu ra rằng rao giảng tin mừng nước trời là một ân ban nhưng không Chúa dành cho chúng con. Và vì đã được trao phó kho tàng nước trời, chúng con có nhiệm vụ trung thành trao ban kho tàng ấy lại cho mọi người bằng tất cả tình yêu và khả năng Chúa ban. Amen. Chúa về.
còn người kia bất trung gian tà, chẳng chiều lo lắng công việc mình, ngày chỉ lo bên chén rượu say, khiến cho người ngu đần và gian ác. Chú xe về vào lúc nó chẳng hay, chú xe về vào lúc bất ngờ thấy, rồi trừng phạt đầy tớ ấy thẳng tay. Khốn cho người xa vào nơi tối tăm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12 từ câu 39 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Bấy giờ, ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đệ tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta.
Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái, và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Quý ông bà, anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay tiếp nối với chủ đề của ngày hôm qua. Đó là việc Đức Giê-xu trở lại trần gian và tư thế sẵn sàng của người môn đệ Đức Kitô. Tuy nhiên, trọng tâm của tin mừng hôm nay nhấn mạnh đến tính bất ngờ của biến cố trở lại. Nó bất ngờ vì Đức Giê-xu đến vào ngày nhân loại không ngờ, vào giờ loài người không biết, và ngay cả vào lúc người ta chẳng trông mong. Vì vậy, chúng ta phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng để đón nhận những điều bất ngờ. Thông thường, người ta không thích sự bất ngờ. Chúng ta luôn mong muốn biết trước những gì sẽ xảy đến. Nhưng kinh nghiệm thực tế lại cho thấy điều bất ngờ luôn xảy ra. Tin mừng hôm nay mô tả kinh nghiệm về sự bất ngờ đó. Tên trộm đột nhập qua vách tường ngôi nhà vào giờ không ai mong đợi, và ông chủ trở về vào thời khắc người đầy tớ không ngờ, vào giờ hắn không biết. Trong tương quan giữa Chúa với chúng ta và giữa chúng ta với Chúa cũng có những yếu tố bất ngờ. Ngài đến với chúng ta vào lúc chúng ta không mong đợi. Chúng ta có thể liên hệ điều này đến giờ chết của mỗi người. Chúng ta thấy đâu đó trong cuộc sống, những cái chết đột ngột và bất ngờ vẫn thường xảy ra. Ở một khía cạnh khác, kinh nghiệm đức tin cũng cho thấy Chúa thường xuất hiện rất bất ngờ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ngài có thể kêu gọi chúng ta làm điều này hay điều kia mà chúng ta chưa hề nghĩ tới. Ngài có thể đến với chúng ta qua những người chúng ta chẳng mong đợi, hoặc những người chúng ta chưa từng quen biết. Hay lời của Ngài có thể nói với chúng ta theo cách thức mà chúng ta chưa từng nghe bao giờ. Thật thú vị, khi đọc tin mừng, chúng ta lại trông mong những điều bất ngờ đến từ Ngài. Bởi Ngài có thể thúc đẩy chúng ta đón nhận đường lối mà bình thường chúng ta nghĩ sẽ không bao giờ chấp nhận. Này đây ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Chúa đến thật bất ngờ và đang gõ cửa tâm hồn mỗi người theo nhiều cách thức khác nhau. Vì thế, là những người quản lý trung thành những ân huệ Chúa ban, chúng ta cần lo lắng và chăm sóc chu đáo những người Chúa đã giao phó cho chúng ta. Có như thế, chúng ta mới là những người quản gia trung tín và khôn ngoan của Chúa, để sớm muộn gì, bất cứ lúc nào Chúa đến và gõ cửa tâm hồn, chúng ta đều đã sẵn sàng mở lòng đón nhận Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã nói sẽ đến,
Thế mà chúng con lại chỉ lo mải mê với những sự đời thường mà bỏ quên Chúa. Nên khi Chúa đến, chúng con lại trách Chúa sao không báo trước. Xin đừng để chúng con nghĩ rằng còn lâu Chúa mới đến. Nhưng xin cho chúng con biết dành thời giờ với Chúa, sống với Chúa giữa cuộc đời, để khi Chúa đến, chúng con đã sẵn sàng, không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Amen. Con đi tìm sự khôn ngoan, tìm vui theo ý riêng mình, hư hư thực thực quang vinh, thành ra chỉ thấy phù sinh.